cái đám cưới của Sóc Nhỏ đó là tôi muốn tổ chức theo cái truyền thống là đám cưới phải có tàn, có lộng rồi này nọ nghe không? Cho nó đẹp. Đồng ý. Cái gì chứ truyền thống là phải giữ, có đầy đủ. Rồi. Bây giờ cái điều kiện thứ hai là sau khi cưới xong á là hai đứa nó về ở bên nhà tôi luôn. Thôi, cho nó về ở nhà tôi chứ, nó phải về nhà chồng chứ. Không, nó vì tôi bắt rể mà. Ở tôi bắt dâu chứ. Tôi bắt rể để còn phòng để cho bà Thu ở nữa chứ. Không, nhà tôi rộng lắm, để tôi bắt dâu đi. Dạ, tụi con tính hết rồi. Đám cưới xong tụi con ra riêng. Dạ. Ừ, vậy đi, khỏi phải dành nữa, vậy cho công bằng. Ừ, vậy hả, vậy cũng được, rồi, cũng được. Nhưng mà con thấy bây giờ ba cái đám cưới mình đã chung một cá chung bình tráng luôn. Cảm ơn mọi người đã tác hợp tôi với anh Sáu. Nhưng mà tôi với ảnh á cũng đã nhận ra rằng là cái tuổi già cũng cần phải có người bầu bạn để mà chăm sóc lẫn nhau. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là hạnh phúc nhất á là được con cháu quây quần bên cạnh nè ha. Rồi đó là lo lắng cho nhau nè ha. Như vậy là cũng đủ vui rồi đúng không? Ngoài ra chúng tôi cũng còn cái tình bạn bè với nhau nè, tình xu gia nè, rồi tình làng xóm nè. Như vậy á, thì nó cũng là đề quề sống vui vẻ trọn vẹn rồi, để cho khoảng đời còn lại, đúng không? Tôi á, thì tôi cũng vậy, tôi cũng tính vậy đó. Tôi như chị hả? Tính vậy thì tôi về Mỹ lại à nghe. Đâu, tính vậy là tình cảm là của tôi với anh Sáu nè, với chị Tám là hồi xưa giờ là bạn bè như vậy. Còn đây là phải đặc biệt hơn, cái đây tình cảm đặc biệt hơn chứ. Trời ơi, đây là khác. Cười á bà. Cười chứ, cười. Tôi nói nghe, nói với hồi nãy giờ bao nhiêu cái ý mà tôi muốn nói với mọi người là bà nói hết rồi. Ừ. Thì thôi thì tôi cũng chỉ mong muốn là mọi người vui vẻ, hòa thuận với nhau vậy là được rồi. Ừ, vậy được rồi, vậy không? Dạ sẵn đây, cả nhà đang có chuyện vui, con cũng báo một chuyện vui cho cả nhà biết luôn. Chuyện gì vậy? Rồi con con trai phải không? Trời ơi, chưa có đi siêu âm mà con trai gì? Chuyện khác chưa nữa hả? Chuyện gì vậy con? Dạ thưa tía, thưa bác, thưa dì Thu, thưa má, công an đã vào cuộc điều tra rồi và cuối cùng cũng bắt được bọn cho dai rồi. Bây giờ bắt tính phải chịu trách nhiệm nữa, gia đình con được trả lại sổ đỏ nữa. Vậy thì cuối cùng á mọi chuyện cũng ổn thỏa. Dạ. Vậy là gia đình mình á là có cái niềm vui trọn vẹn rồi. Nói mà nó nghe a ha a ha. Nói ba nó nghe a ha a ha a ha. Cái chuyện nhà tôi xui da khát gấu, nồi cơm chưa nấu bao giờ mới chín cơm. Em xui cho ngót cái chữ xui ơi, sớm bên họ nói cái bà xui ơi, sáng chiều lành quanh chuyện mấy đứa nhỏ, nhưng không nói có con bò ăn có ngoài ao. Yên vui làng xóm cái mà cũng vui, chị xui ơi yên vui tụi nhỏ nó mà cũng vui. Ông xui à, tháng năm mưa dầm mưa cũng thấm đất, thông gia bền chắc lo lắng cái chuyện mần ăn. Nói mà nó nghe a ha a ha a ha, nói ba nó nghe a ha a ha a ha. Cái chuyện nhà tôi xui da khát khẩu, nồi cơm chưa nấu bao giờ mới chín cơm. Nói mà nó nghe a ha a ha a ha, nói ba nó nghe a ha a ha a ha. Cái chuyện xui da ông sao bà tâm, trầu cao chưa thấm nên ta còn buồn chuyện trăm năm. Yên vui làng xóm cái mà cũng vui, yên vui tụi nhỏ nó mà cũng vui. Tháng năm mưa dầm mưa cũng thấm đất, thông gia bền chắc lo lắng cái chuyện mần ăn. Nói mà nó nghe a ha a ha a ha, nói ba nó nghe
à ha, à ha, cái chuyện nhà tôi xui da khát khẩu, nồi cơm chưa nấu bao nhiêu mới chín cơm, nói má nó nghe à ha, à ha, à ha, nói ba nó nghe à ha, à ha, à ha, cái chuyện xui da ông sao bà tâm đầu cao chưa thấm nên ta còn buồn chuyện trăm năm, nói má nó nghe à ha, à ha, à ha, nói ba nó nghe à ha, à ha, à ha, cái chuyện nhà tôi xui da khát khẩu, nồi cơm chưa nấu bao nhiêu mới chín cơm, nói ba nó nghe à ha, à ha, à ha, nói ba nó nghe à ha, à ha, à ha, cái chuyện xui da ông sao bà tâm đầu cao chưa thấm nên ta còn buồn chuyện trăm năm. Chị xui ơi, sớm bên họ nói cái bà xui ơi, sáng chiều lành quanh chuyện mấy đứa nhỏ, nhưng không nói có con bò ăn có ngoài ao, yên vui làng xóm cái mà cũng vui. Chị xui ơi, yên vui tụi nhỏ nó mà cũng vui. Ông xui à, tháng năm mưa dầm mưa cũng thấm đất, thông gia bền chắc lo lắng cái chuyện mần ăn. Chứ sao bà nằm ở trong này có một mình vậy? Mà thằng Lộc đâu? Không vô chăm sóc má nó mà đi đâu vậy? Thằng Lộc nó đi về nhà nó lấy đồ rồi. Thôi mà tôi ở một mình tôi quen rồi anh Sáu ơi. Không có gì đâu phải lo. Quen sao được quen? Hôm nay nhìn mặt chị, thần sắc chị tôi nói nó tiêu tan á, nó lạc ở đâu rồi chứ không phải còn ở Việt Nam đâu. Ông Nam ông nói đúng đó. Bình thường bà nằm một mình không sao. Bây giờ bệnh hoạn như vậy á, sinh hoạt đi tới đi lui nó không có tiện. Thấy không mấy à, kêu con Xuân vô. Ý trời ơi đâu có được. Đừng có kêu nó. Con nó đang bụng mang dạ chữa mà. Đừng có kêu nó vào đây không có tốt đâu. Mà sao tự nhiên bệnh gì mà bệnh ngặt nghèo vậy? Cái mặt bây giờ xanh chành hết trơn hết trời. Đó thấy chưa, tôi nói thần sắc của chị đâu bây giờ mất tiêu hết rồi. Đâu còn lòng vòng ở đây đâu, thấy không? Nặng lắm. Bởi vậy bây giờ ráng ăn uống đi. Rồi uống thuốc theo cái toa của bác sĩ đưa đó. Uống đi cho khỏe đi. Rồi đặng ai về còn gây lộn với tôi nữa chứ. Anh Sáu ơi, tôi đâu còn sức mà để gây lộn với anh nữa đâu anh Sáu. Hồi còn trẻ thì cãi dữ lắm, còn bây giờ thì... Tôi xin lỗi anh nghe anh Sáu. Tôi đã làm buồn phiền anh và làm sai ý anh nhiều lắm. Nó bây giờ là giờ phút cuối của cuộc đời tôi. Tôi chỉ mong anh hãy nghĩ tình và tha thứ lỗi cho tôi. Nếu như mà anh không tha thứ lỗi cho tôi chết tôi cũng không có nhắm mắt nữa anh Sao ơi. Trối ra cái này trối đó. Thôi đừng có nói như vậy nha. À, tôi đã qua tới đây, tôi vô đây rồi là mọi chuyện tôi đã bỏ qua hết trơn rồi. Đó. Tôi đâu có ai chấp nhất cái gì nữa đâu. Nè thôi anh Sáu nói vậy là yên tâm rồi, thấy không? Ảnh qua tới đây rồi, ảnh bỏ hết rồi, thấy không? Dù cái ngày cuối của chị mà, gần cuối của chị rồi, không lẽ ảnh mà... Nhưng mà cuối không cuối gì đó, ảnh đã bỏ hết rồi, thôi chị đừng lo rầu nữa nghe không? Bỏ hết cho anh, bây giờ để nói cho mình suy nghĩ lại mình cũng già hết trơn rồi. Thù hằn nhau nữa làm cái gì? Nhất là cái lúc bà bệnh hoạn vậy nữa. Đáng lý ra anh dọn đồ lên ở luôn trong này, chăm sóc cho chị đó. Tình xưa nghĩa cũ anh hiểu không? Nói thì nói cũng còn quá. Cũng còn chút tình chứ. Thôi mà có gì đâu. Gì đâu mà anh đừng... Tía, bác Nam. Ừ con. Dạ má. Mày đi đâu vậy? Đi đâu mày bỏ má mày con mình nên vậy? Dạ con chạy về nhà con lấy đồ nấu cháo cho má con. Nhà có mình nên con à. Con tranh thủ xong rồi con chạy vô liền á tía. Thì không kêu con Xuân vợ mày đi. Tao nói thôi mà đừng có lo. Con Xuân nó bụng mang dạ chữa, nó đi vô mấy cái chỗ này không có tốt đâu. Ừ. Nó sao vô chỗ này được anh ơi. À, má. Hồi nãy... Dì Tám với lại chú Mười kêu con chở hàng. Để con tranh thủ chở hàng chút xíu rồi con vô với má nha. Rồi rồi thôi con đi đi, con đi đi. Thôi dẹp đi. Dạ. Chở hàng mà chút xíu cái gì? Mày phải ở lại đây, mày chăm sóc cho má mày. Thôi đừng có lo mà anh Sáu ơi. Cái công chuyện của nó làm là phải làm. Nó người ta khách hàng là người ta quen rồi. Nó không có chịu mà nó bỏ luôn á là mai mốt mệt lắm đó. Tiền bạc hay kiếm được.
sức khỏe của má mày kiếm được không? Nó mất mối, tụi anh ơi, tội nghiệp mất mối. Bây giờ nó cũng phải là đi kiếm tiền để rồi có người viện phí rồi nó lo cho chữa bệnh cho má nó. Phải lo cho má nó chứ. Bây giờ nó phải chạy kiếm tiền, bây giờ nó ở đây rồi tiền đâu lo cho má nó. Ấy anh ở đây đi, nó mới yên tâm nó đi chứ. Thôi đi mà anh Sáu. Vậy tí ở đây đi. Anh phụ đi, anh giúp nó một cái đó đi. Chuyện của nó làm để cho nó làm đi anh Sáu ơi. Để cho nó đi, nó là còn lo tương lai cho gia đình nó, vợ con nó nữa anh Sáu à. Chăm sóc vợ nó nữa, vợ đang bầu bầu mà. Sao giờ bà nói giọng khỏe. Em nghe nói á, bác Tám bị bệnh nan y hả? Không có. Má chồng chị đâu có bị gì đâu. Chứ sao em nghe bác Năm Tỏn nói. Không phải. Vậy nè, má chồng chị là chỉ bị viêm amidan thôi, chờ tiểu phẫu thôi à, không có bị gì hết á. Chẳng qua là bác Năm Tỏn đã bày cho chị là nhân cái dịp này sẽ tính là gài vô để cho tía với lại má chồng hai làm quề với nhau luôn. Giả bộ thôi à, chứ không có gì hết á. Trời ơi, cái chuyện động trời vậy mà hai giấu tía. Tía mà biết thì mày tin là tao nhét cái khăn vô miệng mày không? Là ông xong mà. Tía mà biết được tía chém hai đó thì lỡ rồi, tới đâu hay tới đó đi. Hai làm vậy bảy sao à? Hai người chịu quề với nhau là được rồi. Đang trời nói chuyện gì vui quá vậy? Trời hết hồn à. Alo. Sao anh đến nơi rồi hả? Ờ, đợi chút xíu nha, em ra liền ha. Anh Khang anh đến rồi. Em đi nha. Cẩn thận đó nha, chị hai đó. Ai, một người đi với một người ở lại lòng buồn hắt hiu. Tội nghiệp cậu quá. Thôi để tôi ráng tôi kiếm cái mối nào được được tôi làm mai cho, chịu không? Thôi được rồi, cảm ơn Xuân. Tình yêu á là phải do duyên số, đâu phải muốn có là có. Ủa, gì Thu? Nè, đừng có bi quan. Theo kinh nghiệm từng trải của dì, thì từng trải của bạn dì, thì tình yêu á là mình phải giành giật, bắt buộc là mình phải giành giật. Thì sau này khi mà mình có cặp có đôi rồi á, thì vẫn hạnh phúc như thường. Dạ, cái gì vậy? Giống như dì nè, dì cũng đã từng bị giật rồi. Ai giật? Bạn dì giật. Là cái người mà dì ví dụ luôn á hả? Ừ. Trời ơi, vậy là dì suối nam giật bồ để người ta chia tay hả? Không phải, ý là một cái sự tranh giành đó. Nó cũng có khác gì đâu. Thôi không nói nữa. Rồi à, ủa tía con đâu? Nè, dì Thu uống miếng nước trà đi. Tía của con thì đi thăm má chồng con rồi. Chưa về nữa hả? Ủa đi thăm cái kiểu gì mà lâu quá không về? Dạ thì bệnh mà phải đi thăm lâu lâu một chút chứ. Bệnh thì hỏi thăm vài ba câu thôi. Ủa bệnh rồi bộ muốn ở đẳng luôn hay sao? Kìa, về tới rồi kìa. Dạ, tía, tía về rồi. Tía, uống nước đi tía. Tía ơi, má chồng con có khỏe hơn không tía? Bày á, nói thằng Lộc á bớt công chuyện lại đi, lo lắng cho má nó đi. Chứ để bà vậy, tao đây tao thấy còn sót. Bởi tao nói nhìn bà cái, bao nhiêu hận thù tao tan biến hết trơn. Ủa, nói vậy là bác Sáu quề với dì Tám rồi hả? Không quề sao được. Người ta sắp chết rồi, mình để trong bụng chi nữa. Vậy là tía chịu làm quề với má chồng con rồi hả? Thực ra là mấy bữa nay tụi con cũng lo lắng cho má chồng con lắm tía. Mà anh Lộc còn phải đi làm kiếm tiền lo cho gia đình nữa. Lo cho bà đi. Con biết rồi tía. Mấy bận tuổi nhỏ gặp chuyện này chuyện kia, cũng có thấy ông u sầu ủ dột dữ vậy đâu. Sao lần này có khi nào ông dành tình cảm cho bà Tám không? Anh Khang, anh có biết cái vụ bác Năm đang lên kế hoạch để cho tía em với bác Tám hòa giải với nhau không? Anh thì anh nghe tía nói sơ sơ rồi, mà anh lo quá luôn. Anh lo gì? Em thấy á, cái vụ này khả quan mà. Nếu như mà tía em với lại bác Tám mà hòa thuận với nhau á, thì chị hai em chắc chắn là chị hai sẽ vui lắm á nha. Thì anh hiểu là vậy, nhưng em suy nghĩ kỹ thứ coi. Nè, bây giờ mình nói là bác Tám bệnh, mà em nhìn cái tướng của bác Tám coi, tướng đó không biết bệnh gì luôn, tướng khỏe mạnh vậy. Rồi lỡ mai mốt lòi chuyện này ra, rồi tí em biết được, rồi tí em làm hùng làm hổ lên ha. Rồi nói tí anh là cầm đầu chủ mưu băng nhóm. Em thấy anh đó lo hơi nhiều rồi đó. Chủ mưu hả?
đằng sau đó còn có một số người luôn đó. Nếu như mà mình tí anh làm á thì tí em sẽ giận. Còn đằng này hả, đằng sau của tí anh còn quá nhiều người luôn. Không lẽ tí em giận hết mọi người luôn hả? Nếu mà như vậy thì tí em sẽ cô đơn lắm đó. Có gì thì giận chung. Ai cũng bị giận hết. Được. Nhưng mà phải nói á, từ ngày mà tí anh với em làm lành rồi đó, cái mình thoải mái. Mình có thể nắm trời bất cỡ quá. Cái anh này. Anh chỉ mong một ngày nào đó anh sẽ bưng mầm quả qua, lựa ngày lành tháng tốt để thỉnh em về. Hả? Không để cưới em về chứ được không? Thôi đi, ai mà thèm cưới anh chứ. Thôi cưới anh đi mà. Không, không cưới anh cưới người khác à. Anh la lên á, có ai cưới tôi không? Có ai gần đây ở không cưới tôi không? Tôi rảnh quá nè, có ai ra lấy tôi không? Cho anh ế luôn đi. Anh la từ đây tới chợ luôn á. Ê Phúc An. Ủa, vụ gì vậy? Bữa nay nó ăn nữa hả? Trời ơi, cái gì mà tỉ mỉ dữ vậy? Làm gì vậy? Thì trước sau cũng ăn mà. Cái này đâu phải cho bà ăn. Vậy chứ cái này nấu cho ai ăn? Tôi nấu cháo đem vô trong bệnh viện cho cô Tám. Bà Tám điệu bà nằm ở trống, không có ai chăm sóc, thấy tội nghiệp quá. Có cần thiết phải như vậy không? Nấu cháo rồi còn lột xương ra để lấy thịt không cho người ta ăn. Ủa, mấy cái vụ này đâu có cần anh phải làm, con bả làm cũng được vậy. Lộc Xuân đó, con ngộ quá. Thằng Lộc thì nó đi làm, còn con Xuân á thì nó có bầu. Tôi với bà Tám á cũng không muốn cho con Xuân nó vô trẫm, bị nó bầu bì. Thế bây giờ tụi nó là mần không được thì tôi mần chứ có gì đâu mà. Anh làm vậy anh không sợ người ta nói hả? Người ta nói ủa xui gia với nhau á mà mắc gì chăm sóc cho nhau giống như là có quan hệ tình cảm bầu bịch vậy. Ôi ôi, người ta nói cái gì kệ người ta đi. Cái chuyện mình mần đây là mình mần cái việc nghĩa mà. Còn ai nói gì kệ người ta đồn sao cũng được kệ người ta. Miễn sao tôi thích thì tôi làm thôi. Nè, vậy bây giờ anh lóc xương lóc nạc gì riêng ra đó, xong rồi anh bỏ vô trong cái ngăn đi. Để tôi đem vô bệnh viện để tôi cho chị Tám ăn. Sẵn tôi thăm chỉ luôn được không? Ừ, cũng được. Thì có gì tôi với cô đi. Má. Ủa, con. Nè, má thấy trong người sao rồi? Thì má cũng thấy má khỏe rồi. Má khỏe rồi. Sao? Vợ con nó làm sao? Em bé có quậy nó không con? Dạ không, vợ con cũng khỏe lắm. Em bé cũng không có quậy, má yên tâm đi. Chỉ có điều mấy hôm nay cổ thèm chua quá má ơi. Nó giống má đó. Hồi đó má mang con, mắt cũng thèm chua dữ lắm. Dạ. Nhưng mà con dặn nó nha, nhớ á là đừng có ăn cay này nha. Dạ. Đừng có ăn ốc này nha. Dạ. Những cái thứ đó nó dễ chọt bụng lắm mà nghe. Dạ con biết rồi. Với lại á là đừng có leo trèo, với lại đừng có dối mà lấy đồ cao nữa. Mấy cái đó người ta kiêng cử dữ lắm đó. Má ơi, con biết rồi má ơi. Má làm như má sắp đi Mỹ không bằng, má dặn quá trời dặn luôn. Thì tại má vui quá cho nên là má muốn nói vậy thôi. Chứ bác Sáu ông cũng hòa thuận với má rồi. Chứ anh Sáu á, anh hòa thuận với má rồi. Chứ má cũng vui dữ lắm luôn vậy đó. Dạ, má còn cực nghe quá. Bác Năm, bác Năm không? Mới tới hả anh Năm? Ừ. Dạ khỏe. Dạ, cảm ơn anh Năm nha. Nhờ anh á, nhờ cái mưu kế của anh á mà cho nên là anh Sáu hòa thuận với tôi cảm ơn anh nhiều lắm nghe anh Năm ha. Vậy coi như từ đây về sau con khỏe, khỏi nấu cháo cho má ăn nữa, có người nấu cháo cho má ăn rồi. Mày nghe má mày nói không, anh Sáu đồ ha, anh Sáu đồ, anh Sáu đồ, anh Năm này nè. Hả? Nghĩa gì chị ơi, cũng chỗ mà bạn bè cũ hồi xưa giúp chị nè, với lại chòm sớm giúp chị được là tôi vui rồi ha. Dạ. Cái điều lạ nghe. Sao anh? Tôi rủ ông lên thăm chị. Ông nói đi trước đi, rồi ông đi sau. Để chi với ông nói để ông nấu cháo lên cho tao. Thấy chưa? Anh này kỳ cục ghê. Ê, vậy? Sao tự nhiên giờ thấy ông lo cho bà ghê hồn trời. Trời ơi, anh chu đáo lắm anh ơi. Nếu được, lát sợ bắt tí mày tới đây. Mày về đi, để
để cái dạ. Kia hiểu không? Mày hiểu không? Dạ dạ con hiểu rồi. Vậy nghe má. Má ở lại mạnh giỏi nghe. Dạ con đi nghe. Đi đi. Thằng. Thấy không? Nói thiệt cái chị á, tự nhiên ổng lo ra mặt luôn á nha, chứ mà giỡn đâu hả? Ừ. Làm tôi mắc cỡ ổng chết luôn. Ủa mà cỡ gì? Tới luôn. Tranh thủ cái vụ này nè. Xin ổng cho con Xuân á nó về nhà bên đó nó sống. Ổng đang vui, ổng đang vậy dễ tính á. Làm luôn đi chứ để mốt mà ổng bực cái ổng cho nha. Nhớ nha. Tranh thủ. Ủa. Anh Năm vô nào? Anh Sáu. Chào cô Thu. Ngồi đi. Ngồi đi anh Sáu. Ông ra đây ngồi nè. Ngồi đi cô Thu. Để tôi ngồi. Ngồi đi. Sao Tám? Dạ. Chị khỏe chưa? Dạ khỏe, tôi khỏe rồi. Khỏe rồi kìa. Đưa cháu đây. Đem cháu vô đây á. Ông không múc á thì để tôi múc cho. Để tôi làm cho. Thôi nè, trong nè, không, vậy. Không, đi. Đi đâu? Ra đây tôi nói chuyện này nghe vui lắm. Ngoài này có cò đồ chơi, con nít đồ chơi, tôi chỉ bà chơi, đi. Nè. Ông làm gì vậy? Ông chỉ tôi đi đâu vậy? Chứ kéo nhau đi đâu hết trơn vậy? Chắc ra ngoài có chuyện gì bạn nhau đó mà. Tôi có nấu cháo nè. Cháo cá lóc. Lấy xương đồ hết ra rồi. Bây giờ ăn miếng đi hen. Tôi chưa có thấy đói. Anh để đó đi, lát tôi tự ăn được rồi. Thôi, giờ có mặt tôi nè. Ráng ăn miếng đi. Nhưng mà cái miệng nghe nó lạc lạc làm sao đâu á, không có muốn ăn. Không sao đâu. Giờ tôi đút cho ăn hen. Nhưng mà tôi không có muốn ăn mà. Ăn miếng đi. Thôi tôi không có muốn ăn. Thôi nghe lời tôi. Nhưng mà miệng tôi nó không có muốn ăn. Thôi ngoan nè. Thôi mà. Thôi giỏi quá nè, đó thấy không? Đó vậy phải ngoan không? Bây giờ ráng ăn uống đi. Bà nghe lời tôi, bà ăn uống đi vô cho nó khỏe. À, mình ăn uống vô á, nó khỏe rồi nó lướt được cái bệnh. Dạ. Nghe không? Dạ. À, ăn dạ, miếng nữa nè. Dạ. Cô đừng có lo. Trời, không có sao đâu. Ông Sáu này á, ông chăm sóc người bệnh giỏi lắm. Nè, ăn uống đút này kia nọ, nhất khoảng đút ổng đút không lọt một miếng nào ra ngoài đâu. Chính vậy tôi mới lo. Lo cái gì mà lo? Công nhận nha. Tôi bàn lên kế hoạch mà nói bà Tám mà bị ung thư vậy. Tự nhiên cái thái độ cha Sáu trong quay qua 180 độ luôn. Cũng lạ ghê trời. Biết vậy tôi thực hiện kế hoạch này sớm rồi. Cái gì mà thực hiện? Ủa, bây giờ á là anh tác hợp cho họ về với nhau rồi. Họ bỏ hết tất cả lỗi lầm cho nhau rồi. Vậy thôi, được rồi. Đâu cần mà phải vô mà phải mà chăm sóc tận tình, xuôi gia với nhau mà. Đừng cứ chăm sóc cái kiểu này thì người ta dị nghị thì làm sao? Dị nghị gì? Xuôi gia thì xuôi gia. Xuôi gia không cưới nhau được hả? Xuôi gia có ăn thua gì đâu. Không ăn thua gì trong cái chuyện mà quyết thống hết á, nghe không? À, mà đâu phải là cho hai người hòa với nhau bình thường đâu. Mình phải thắt chặt cái tình cảm của hai người lại. Vậy nó có lâu mới bền. Mà tôi nói thiệt nha, tôi bày ra cái vụ này mà nếu cha Sáu chả phát hiện ra chả cũng không giận hờn gì tôi đâu. Tôi nói thiệt, thắt chi cho chặt quá rồi sao gỡ ra? Trời, có chặt luôn hả? Ủa mà rồi cái chuyện gì mà xu gia thành cặp thành đôi, nói sao nghe khó coi quá. Thành cặp thành đôi chuyện bình thường gì đâu, nhưng mà người ta dị nghị. Cô không có dị nghị vậy đó, đừng có nghĩ người ta dị nghị. Bây giờ vậy nè, già rồi lớn tuổi rồi thì có cái tình cảm của cái lớn tuổi, có cái niềm vui của lớn tuổi. Cái mắc mớ gì đâu mà sợ. Trời ơi, không có gì ngại, không có gì sợ hết á. Tôi nói thiệt với cô Thu nha, từ hồi gặp cô á, tự nhiên tôi có cái cảm giác như là hồi xưa giờ tôi không nghĩ tới người đàn bà nào. Người đàn bà nào mà ngoài má của mấy đứa nhỏ hết á. Tự nhiên cái gặp cô, cái tự nhiên tôi nghĩ lại. Sao vậy ta? Tự nhiên cuối đời cái nếu mà được cô á ở bên cạnh rồi sẵn sắp hủ hỉ chắc vui lắm á. Nó chết cũng cam nữa. Tôi nói thiệt, nghe tôi nói không? Ý tôi đâu có kêu à. Trời đất ơi, thiệt tình đi vô nó nữa. Cái bà này thiệt tình luôn á. Nó mấy câu đi vô. Đi lẹ lẹ lên đi coi trời. Làm gì cái mặt cô bí xị vậy? Cô giận ai ở đâu không biết, tự nhiên cái mặt chầm chầm với tôi. Tôi thấy kỳ cục quá. Xui gia với nhau mà sao lại quan tâm?
quá mức giới hạn của Suya vậy? Làm gì quá mức giới hạn? Tôi chăm sóc bà là bình thường thôi, có gì đâu quá mức giới hạn trời. Vậy là bình thường. Anh đã bỏ công ra anh nấu ăn, rồi anh còn đem ra tận nơi cho bà ăn, rồi anh còn đút cho bà ăn nữa, có phải là quá mức giới hạn không? Thì bây giờ hoàn cảnh bà đơn chiếc, cô thấy đó, thằng Lộc nó cũng đi làm, con Xuân thì nó có thai, không có ai chăm sóc bà. Tôi thì xui gia, tôi chăm sóc đó là chuyện bình thường. Có như vậy đó mà cô bực bội hả? Không phải. Nếu mà bây giờ anh nói là anh thay mặt vợ chồng của con Xuân, anh chăm sóc cho bà xui cũng được đi. Nhưng mà thiếu gì cách chăm sóc, thiếu gì cách quan tâm. Đằng này á hả, anh chăm sóc cho bà giống như là chăm sóc cho vợ vậy đó. Nó tầm bậy tầm bạ, không làm gì quan tâm chăm sóc như chăm sóc cho vợ. Chứ còn gì nữa. Mà tôi nói thiệt với anh á, anh biết tôi làm sao rồi. Là tôi có tình cảm với anh mà anh đối xử như vậy đó. Anh không sợ tôi buồn hả? Ở đó mà hỏi tôi giận hay không giận. Thôi đi lẹ lẹ đi, trời nắng nó chừng bệnh chết á. Hơ, cứ mỗi lần mà tôi nói chuyện tình cảm là né tránh làm sao không biết nữa à. Sao bà anh? Dì ngồi cười mình vậy trời? Tía vợ con mới tới thăm má đúng không? Biết lắm mà, trên đời chỉ có tía vợ con mới làm cho má vui vậy thôi. Chuyến này sắp làm lành rồi ha. Sắp làm lành rồi thì tới luôn. Chuyện gì đến nó cũng sẽ đến thôi. Thôi con biết rồi, để từ từ mình tận hưởng niềm vui đi nha má. Để giờ con đi làm thủ tục xuất viện cho má nha. Xuất viện về lẹ để rồi còn gặp sáu bảnh nữa chứ. Ngồi đợi con chút nha. Tôi không có muốn ăn mà. Ăn miếng đi. Thôi tôi không có muốn ăn. Thôi, nghe lời tôi. Nhưng mà miệng tôi nó không có muốn ăn. Thôi ngoan à. Thôi mà. Ôi giỏi quá nè. Đó hay không? Đó vậy phải ngoan không? Anh làm gì mà cười mình vậy? Thì vui cười. Vui vụ gì? Tôi đem cháo vô tôi đút cho ba ăn. Trời ơi, lúc đầu ba làm hung làm dữ, ba đâu có chịu ăn. Xong rồi tôi ngồi tôi năn nỉ. Xong năn nỉ hồi cái ba siêu lòng ba ăn. Trời ơi, ba ăn cái miệng ba thấy cưng gì đâu luôn á. Dạ đúng rồi đó tía. Má chồng con tánh vậy á, nhiều khi cũng khó chịu dữ lắm. Nhưng mà nhiều lúc cũng dễ thương lắm đó tía. Thì bởi tía mới nói, nhiều khi á thấy bà bình thường hung dữ hăng, miệng mồm la chét vậy. Rồi cũng có lúc á, trời ơi nhìn bà y như một chú mèo muông dễ thương đáng yêu làm sao đâu. Đáng yêu cái gì? Tôi thấy làm lố các amidan thôi mà, chứ có phải cái gì đâu. Tưởng là ung thư hay sao? Làm cái gì thấy ghê. Trời ơi mà cái gì vậy? Ông là cái gì vậy? Mới nói gì vậy? Dạ, đó là tao có ung thư. Mấy người giấu tôi chuyện gì hả? Ủi, giờ tôi nói anh Xui bình tĩnh nha. Cái chuyện này là theo ý của tôi. Anh đừng la trách mọi người tội nghiệp. Ý tôi với ý mọi người là muốn cho hai người lại gần với nhau. Đúng rồi tía. Lúc đó tụi con cũng tưởng đâu má chồng con bị ung thư thiệt. Nhưng mà sau này mới phát hiện ra là má chồng con không phải bệnh ung thư. Sẵn lý do đó cho nên tụi con mới giả bộ để cho tía với má chồng con về luôn. Đúng rồi đó. Tôi giận đó. Tôi giận là tôi giận mọi người nè. Tại thôi mà. Tại sao đi giấu tôi? Tự nhiên đi lừa tôi à? Ừ. Xin lỗi tía. Thôi mà bớt giận đi. Nhưng mà tôi sẽ bỏ qua hết chuyện. Trời ơi, ủa, quỷ tía, già. Tía không có giận tụi con hả? Bà không bệnh, mắc mơ tao giận ai, tao buồn ai. Trời ơi, tía là con hết hồn luôn à. Con mừng quá à. Tía đâu có giận bà nữa. Giận làm gì nữa. Tía, vậy lỡ tía hết giận rồi. Rồi mấy hôm nay Lộc bận đi làm quá. Hay là tía cho con lui tới qua bển chăm sóc má chồng con. Chứ má chồng con nằm mình tội nghiệp quá. Biết suy nghĩ vậy á mới là con của sáu bảnh. Bây giờ tía nói con nghe, má con làm gì làm cũng mới qua cái cuộc phẫu thuật. Bây giờ á bay phải chăm sóc cho bà chu đáo hơn. Để vậy cho tiện nè.
Bây giờ bà ở bển cũng có một mình. Bay á, dọn đồ về bển rồi ở gần gũi má chồng bay, đặng lo lắng cho bà, vậy á cho bà vui hơn. Hết hồn rồi tôi. Trời ơi, tía ơi, tía ơi, tía. Cái gì vậy? Tía ơi, tía, sao mà tía tuyệt vời dữ vậy tía? Trời ơi, tía con là số 1 luôn á. Nãy giờ chú Năm tưởng là tía mày nói tía mày dọn qua bển ở, đặng ở với bà luôn. Đúng á, làm vậy cho nó về bển ở đi. Tía, con vui quá. À. Để con điện thoại con kể cho anh Lộc nghe nha tía. Má từ từ thôi, cái chân má còn đau á, đi đứng phải cẩn thận nha. Dạ, má đợi con chút. À, vợ con gọi. Anh nghe nè. Nè, anh bình tĩnh nha, bình tĩnh nghe em kể chuyện này nè. Chuyện gì vậy? Không lẽ tía biết mình chuyện nói dối hả? Ừ, tía biết tụi mình gạt tía rồi đó. Chết rồi, bây giờ phải làm sao? Không sao, bình tĩnh nè, nhưng mà tía không có giận. Mà bây giờ bù lại, tía nói là tía bỏ qua hết luôn. Không những vậy á, tía còn cho em về ở với má với anh nữa nè. Thiệt không? Thiệt, có bác Năm bên này nè. Anh không tin á, anh hỏi bác Năm đi. Cúp máy đi. Dạ dạ, ở cúp nha. Khỏi cần hỏi. Trời ơi, cái vô miệng nào chứ vô miệng cha Năm này cả xóm biết hết, chứ cần gì hỏi. Nhắc là mình thông báo hết. Má không cần phải nói gì hết. Má mới mổ, ý của má muốn hỏi là tía vợ con tha lỗi cho vợ con rồi. Dạ, kêu vợ con về đúng không? Cho vợ con về đúng không? Con biết á, má đang là trời Phật nè. Và trong bụng của má đang nói là nhờ má bệnh như vậy á mà mối quan gia giữa má và tí vợ con được hòa giải đúng không? Trời, con biết luôn thấy chưa. Bây giờ là má muốn con với má qua rước vợ con về đúng không? Không cần đâu, má mới vừa mổ, má đi sao được. Má vô nghỉ đi, để con đi rước vợ con về được rồi. Dạ. Má vô cẩn thận nha má. Thôi con đi luôn nha má. Cái này để đó đi, về dọn sau. Dạ, thưa tía, con mới qua. Ừ, má bay sao rồi? Sao? Dạ, bác Bảy. Ờ, chào con. Dạ, má con cũng vừa mới xuất viện nè. Sức khỏe cũng ổn định rồi. Vừa mới ổn định là bác sĩ cho xuất viện liền luôn đó. Dạ, anh coi đó. Bà mới vừa xong rồi thì thôi ở nằm ở viện đi, để cho người ta y tá đồ này nọ họ chăm sóc. Cứ nôn nóng về làm gì không biết nữa. Tía đừng có lo, má con khỏe ru à. Với lại ở trong bệnh viện ngột ngạt khó chịu lắm, về nhà có tụi con yên tâm hơn. Thôi, nếu bà muốn vậy thì thôi cũng được. Mà ý của tía thì không muốn cho bà về, nhưng mà về có tụi bay chăm sóc thì cũng được. Dạ. Ờ vậy, bác Bảy tính lát nữa là bác Bảy vô trong bệnh viện thăm má của con. Nhưng mà bây giờ nghe nói má con về nhà rồi, vậy lát nữa bác Bảy qua bên nhà thăm má của con luôn cho tiện nha. Dạ. Nè, bộ anh với bà Tám về rồi hả? Được. Cái vụ này hay nè. Mấy đứa nhỏ nó mong chờ cái ngày này lâu dữ lắm rồi đó. Dạ. Nè, cái chuyện này lớn nha, phải tổ chức tiệc lớn luôn đó nha. Bác Bảy biết lý do tại sao mà tía vợ với má con về không? Cái này không biết. Thôi con nói cho bác Bảy biết thử coi. Dạ, nhờ bác Năm á. Bác Năm đứng ra làm quề cho tía vợ với lại má con á. Dạ, không ấy thôi bác Bảy với lại bác Năm quề luôn đi, cho vợ chồng thằng Phúc với lại con Hạnh vui vẻ. Không. Hai cái trường hợp này nó hoàn toàn khác nhau. Bay rất là tốt, bay muốn cho tụi nó hòa. Nhưng mà có điều là cái chuyện này không có được. Không thể được nha. Nha, nhớ kỹ nha. Cái tánh của tao với ổng hai cái hoàn toàn khác nhau. Ổng đó nha, con người của ổng nè, vừa hẹp hòi nè, ích kỷ nè, nhỏ mọn nữa nè. Không thể nào tao chấp nhận hòa với con người có bản chất như vậy được. Tía, tía coi nói bác Bảy tiếng đi. Bác Bảy suy nghĩ lại đi bác Bảy. Dù gì cũng bạn bè quen với nhau mấy chục năm rồi. Tía, chồng sưng. Đứng đi. Dạ, chỗ người lớn của anh hai chị hai này. Tía, con thấy á, bác Tám được xuất viện về sớm, rồi anh chị hai thì được sum họp bên nhau. Mà tía biết không, cái điều quan trọng nhất là tía với bác Tám á, hòa thuận với nhau. Cái này á, không thể gọi là song hỷ nữa, mà là tam hỷ lâm môn. Vậy có thể cho con một đề nghị nho nhỏ là gia đình mình có thể làm một bữa tiệc gia đình thiệt là lớn để ăn mừng được không tía? Yeah, đúng rồi, làm bò làm trâu làm ngựa ăn luôn. Ừ, ông ngoại kia, ông ngoại. Dạ, con thưa về tía, kia. Thưa má. Không có gì. Thôi anh về nha. Thưa tía, thưa má, con về. Đó, nó đi về rồi đó, cho ông vừa lòng hả dạ ông. Vui vẻ không muốn đâu, muốn nhà cửa xào xáo, con cái khó xử vậy mới vừa lòng ông. Tôi làm vậy có gì sai?
Không sai hả? Quá sai luôn chứ hả? Nghĩ sao vậy? Cháu nội qua thăm, ý là ông nội qua thăm cháu nội mà không cho vô là làm sao? Tại tôi không thích. Chứ không phải ông ghim hả? Nói thiệt với ông nha, không ai kỳ cục nhau, không ai chứng khí kỳ đời nhau hết trơn á. Người ta thăm cháu nội người ta mà không cho vô là làm sao? Làm ông ngoại như ông vậy có được không? Má. Ủa sao kỳ vậy? Sao lúc nào bà cũng bình ông hết trơn vậy? Nếu trường hợp ngược lại là ông, ông qua thăm người ta, ông qua thăm cháu ngoại mà người ta không cho ông vô, ông có tức không? Tôi là chồng bà đó. Chồng người khác là chết với tôi đó. Má ơi. Má. Má nội. Thôi má không có nói được, đừng có nói. Để con nói cho. Trời ơi, bé Hương của nội, nội nhớ con quá. Đây. Má. Con dâu của má. Má của con. Con biết là má đau lắm đúng không má? Má đừng giận con gì nữa hết nha má. Dạ. Má không có giận con đâu. Con khỏe là má vui rồi. Má đừng lo gì cho con nha má. Miệng má tịnh dưỡng á là má sẽ mau khỏe lại à. Má muốn ăn gì con nấu cho má ăn nha má nha. Má cảm ơn con. Không cần đâu. Con giữ gìn sức khỏe với lại thai nhi đi nha. Đó, anh dịch cho má rồi đó. Sao anh biết hay quá vậy? Trời ơi, má anh mà. Trời ơi, đó, đó, đó. Anh là con của má, mang nặng để đau ra, sao không hiểu má anh được? Vui vẻ quá. Sao kỳ cục vậy? Ở chỗ người ta đang ngồi, tự nhiên cái con chen giữa con ngồi có kỳ không? Rồi giờ sao? Chỗ khác ngồi chứ tự nhiên ngồi kỳ cục gì? Ở đây ngồi nè. Ngồi đây cũng được nè. Cái gì? Thấy hai người chăm sóc cho nhau trong thời gian vừa qua, thấy hai người giống như là cặp đôi mới quen nhau vậy đó. Thiệt không? Thấy vậy ha? Giờ muốn nghe không? Tôi chăm sóc cho, tôi lo cho cô suốt cả cuộc đời luôn. Ai thèm. Rồi nước xong cho mẹ ơi. Dạ. Dạ xong hết rồi tía. Dạ con mời cả nhà xuống ăn cơm. Đi. Xuống tôi gấp đồ ăn cho ăn nè. Lau chén bát hả con? Dạ. Xuân nè. Dạ gì? Lúc này con có để ý thấy tí con với lại má chồng con á như thế nào không? Gì vậy dì Thu? Tí con với má chồng con đâu có gì đâu. Thì đúng là họ bình thường, nhưng mà họ không có bình thường ở chỗ này nè. Con không để ý hả? Chứ nè dì Thu thấy ha, cái buổi mà ăn cơm chung với nhau đó, tự nhiên hai người á có những cái quan tâm chăm sóc đặc biệt lắm. Gấp thức ăn cho nhau nè ha, gấp qua gấp lại nè, rồi cặp mắt nhìn qua tình tứ nè. Dì biết chắc chắn là hai người có cái mối quan hệ tình cảm đó. Vậy có nghĩa là hai người đó đó họ có thể họ đang là yêu nhau. Họ có thể là họ muốn là trở thành vợ chồng với nhau. Trời ơi, gì vậy dì Thu? Trời, làm gì có, dì Thu nói chuyện gì đâu không à. Trời ơi. Còn tại con không để ý đó thôi. Chứ hả là coi như là Thu thấy á, những cử chỉ của họ rất là kỳ luôn đó. Chắc là hai người có cái mối quan hệ tình cảm đó. Vậy có nghĩa là hai người đó đó họ có thể họ đang là yêu nhau. Họ có thể là họ muốn là trở thành vợ chồng với nhau. Trời ơi, gì vậy dì Thu? Trời ơi, làm gì có, dì Thu nói chuyện gì đâu không à. Trời ơi. Còn tại con không để ý đó thôi. Chứ hả là coi như là Thu thấy á, những cử chỉ của họ rất là kỳ luôn đó. Ủa, mà con không nhớ hả? Hồi đó là hai người hình như là có quen biết với nhau đúng không? Hai dì nhắc con mới nhớ nha. Đúng rồi hả? Má chồng con với tía con hình như là hai người ngày xưa yêu nhau cái gì á. Đó, hồi trẻ hai người yêu nhau, rồi khi mà lớn lên á, họ chia tay nhau. Rồi bây giờ về già lại sáp lại với nhau. Người ta ở đời có câu là cái gì nè? Theo tình tình chạy. Không phải.
Người ta kêu là tình cũ không rủ cũng tới. Thấy chưa? Trời ơi, con còn biết cái câu đó nữa mà. Có nghĩa là bây giờ họ đã là tình cũ rồi. Nhưng mà cái vấn đề là họ thương nhau thì không nói gì. Đó là tại vì hai người đang độc thân mà ha. Nhưng mà xui gia với nhau mà tại sao lại có chuyện đó? Một bên là tía, một bên là má chồng. Mà hai người mà kết hợp yêu nhau á thì con gọi là cái gì? Ủa, má chồng gì ghẻ, làm sao gọi được? Đó là người đời người ta sẽ nói. Còn ở trong nhà của mình á là người ta nói là xui gia, là không được lấy nhau. Mà theo dì Thu thấy là hai người này bây giờ họ không còn là tình xui gia, không còn tình bạn nữa, mà họ đã bước qua một giới hạn gọi là tình yêu. Không gì? Khoan, không được gì. Chưa hết, con nhớ không, cái lần mà bà Tháp mới bị bệnh đó, tí con chăm sóc cho má chồng con á hả, giống như là một người chồng chăm sóc cho một người vợ vậy đó. Không được đâu. Trời, tự nhiên má chồng rồi bây giờ con kêu thành má. Kêu bằng gì? Bằng gì ghẻ? Còn chồng rồi, con là phải kêu bằng dưỡng. Chồng con kêu bằng dưỡng. Thấy chưa? Vậy bây giờ con rồi bây giờ gọi bằng bà nội, hay là bây giờ gọi bằng bà ngoại, rồi con gọi bằng gì ghẻ? Đừng có nói nữa, chị Thu rối lắm. Nói chung á là người đời họ sẽ cười chê. Thôi, không được đâu, không được đâu dì Thu. Chuyện này không thể là sự thật, không thể là sự thật. Bằng mọi cách cũng phải ngăn cản mối tình kỳ cục này. Đúng, dì Thu sẽ ủng hộ con. Nhưng nhớ, đừng nói là dì Thu nói, nghe chưa? Dạ, mà cả nhà trái cây. Trời đất ơi, trái cây nhà của cha Sáu Bảnh nó ngon vậy kìa. Không biết có thuốc không mà ngon quá trời, em nhìn thấy tươi rói ta. Thuốc đó ăn đi chết đó. Trái cây nhà của người ta trồng mà nó thuốc này thuốc nọ. Chứ trái cây nhà của anh Sáu trồng á, là trái nào cũng ngon ngọt hết á. Có thuốc gì đâu. Ủa, ai chọc con Xuân mà cái mặt nó quạo đeo vậy? Ai chọc? Cũng người trong nhà chọc không chứ ai chọc. Tại vì con Xuân á, nó thấy má chồng của nó với cha ruột có cái sự thân thiện với nhau hơi bị quá, cho nên con Xuân á nó bực vậy thôi. Ủa, tôi thấy chuyện đó bình thường mà, có gì đâu mà phải quạo. Ai nói bình thường? Người ta là xui gia với nhau thì phải rõ ràng là xui gia chứ, làm sao xui gia mà có mối quan hệ trên tình cảm kiểu đó, rồi thiên hạ người ta dị nghị làm sao? Tôi hỏi cô này, thiên hạ có nuôi được bữa cơm nào không mà nói ra nói vô, ở không quá rảnh nữa ha. Thiên hạ người ta không có nuôi mình, nhưng mà tại vì anh là người ngoài, anh nói nghe dễ lắm. Thử anh là người trong cuộc đi nè, thử như tôi là người trong cuộc. Không, thử như là con Xuân đi, nó là người trong cuộc, nó thấy nó ngại mà. Mọi người ở đây vui ha. Tôi về trước ạ. Tía, tao nói mày á, vui dữ lắm con ơi. Họp mặt cái hội bạn già, tao nói trời ơi, nó rôm rã mà nó vui không tưởng tượng được. Dạ. Cái vui nhất là cậu Tám điệu. Dạ. Dương cha Sáu Bảnh, trời ơi, hai người gặp nhau, tao nói hình như cái đường dây tình cảm đó, làm như nó hiện về hay sao mày. Hai người gặp nhau cái thẹn thùng rồi mắc cỡ rồi, nhìn có tình cảm lắm. Trời ơi, cái chuyện mà hai người đó hồi trẻ yêu nhau á, ở đây mà không biết. Mà bây giờ á, ai cũng độc thân hết, không có vướng bận gì hết à. Thì con nghĩ hai người đó đến với nhau cũng bình thường thôi tía. Được thì được rồi á, nhưng mà có người không muốn. Ủa, ai vậy tía? Xuân nó không muốn ra mặt. Quốc kỳ vậy ta? Xuân có chồng rồi mà. Mà sau này An cũng có chồng nữa. Bác sao ở nhà có một mình nè, cô đơn gần chết luôn à. Gặp cái nhà không có con trai nữa, không biết sao luôn. Thì nó ngại đó, nó ngại cái điều đó. Nó không dám ngăn cản, nhưng mà nó kiểu như là nó ngại là xui nhau với nhau mà lấy nhau diễn kỳ lắm. Cũng đúng. Nếu mà ở vị trí của Xuân á, mình nghĩ vậy là đúng hết á. Thôi bỏ qua chuyện đó đi con. Dạ. Tía nghe nói là sắp đầy tháng bé Bi cháu nội của tía phải không? Dạ, ngày mai nè tía. Dạ, ngày mai tía qua bệnh chơi với tụi con được không tía? Ngày mai hả? Dạ. Thôi, không được con ơi. Nói thiệt, con đừng có buồn tía. Tía qua bên đó là tía sợ. Tía gặp ông ngoại nó cái hai người gây nhau rồi, đâm ra cái ngày đầy tháng nó tự nhiên nó không giống ai hết. Tía không qua đâu nha. Tía đừng có buồn nè tía. Mai mốt á, đầy tháng xong cái con ẵm bé Bi về chơi với tía nha tía. Thiệt á? Dạ. Con hứa, con nhớ con ẵm về cho tía nha. Dạ, con hứa mà. Trời ơi, tía thèm được ẵm nó lắm, được nựng nó lắm đó con. Dạ. Chờ tía chút xíu, nhắc mới nhớ.
Chờ chờ tí xíu. Dạ. Cái hôm đó tí đi chợ, thấy không? Rồi tí thấy có mấy bộ đồ với cái nón á, đẹp quá. Dạ. Cái tí mua. Tí để coi như là cái ngày đại tháng á của thằng cháu nội tặng cho nó. Coi dạ. Như quà của ông nội tặng cho cháu nha. Dạ, cảm ơn tía. Cái này á, baby chắc thích lắm luôn á. Ôi dễ thương quá tía ơi. Em sao vậy? Nãy giờ anh thấy em mệt hay là có chuyện gì hả? Có sao không con? Thôi thôi con vô trong con nghỉ đi con. Đi đi. Ừ. Dạ, thưa má con vô. Má. Ừ. Thấy vợ con lúc này hơi kỳ kỳ đó má. Thấy đổi tính đổi nết á. Vừa vui á, tự nhiên đùng cái chuyển qua buồn liền. Chuyển đổi tâm lý lẹ lắm má. Có khi nào do cái thai nó hành không má? Thì chắc vậy đó. Phụ nữ mà có thai á, cái tính tình của nó hay thay đổi lắm con. Có lúc á, hay cáu gắt lên nè ha. Rồi khó chịu hơn nữa ha. Rồi có những cái chuyện mà không có đáng gì mà nó cũng không vui nữa. Con á, phải theo dõi và quan tâm rồi chăm sóc nó nhiều hơn nữa nha. Mang bầu á, thì chịu nhiều áp lực lắm đó con. Dạ con biết rồi. Con sẽ để ý quan tâm vợ con nhiều hơn. Hôm nay má thật sự rất là vui luôn. Má vui lắm là tại vì cuối cùng cũng hóa giải được cái mối quan hệ quan gia với lại gia đình của anh Xui. Đại gia đình mình lại vui dày sum họp. Trời ơi, đúng là không vui sao được, đúng không con? Con nói thiệt nha, con thấy má với lại tía vợ con vui vậy á, làm con cũng vui lây luôn á. Lâu lắm rồi hai gia đình mình mới sum họp, sum dày vui vẻ như vậy luôn. Trời ơi, nó mừng, nó vui vẻ gì đâu á. Thôi con vô trỏng coi coi nó làm sao rồi, có cần gì quan tâm nó, dạ. Hỏi han rồi an ủi nó nghe con. Dạ, để con vô nghe má. Rồi đi đi. Hôm nay là ngày của con đó hả? Ừ, già nhà. Ừ, nay quà nhiều quá ta ơi. Dạ, thưa tía, thưa má, con mới qua. Tía hoa kìa, tía hoa kìa. Ôi, ghét ghê. Má. Dạ, đây là món quà của ông nội tặng cho baby. Trời ơi. Dạ, má. Trời ơi, ông nội Kubi có lòng quá ha. Để coi cái gì đây. Trời ơi, cái nón thấy thương ghê chưa. Trời ơi, cái nón bây giờ có đồ che nè, để khỏi có bụi nè. Trời ơi, đủ biết là ông nội tầm lý dữ lắm luôn á nha. Cục vàng mà về bển thì coi nè. Tha hồ mà mặc đồ đẹp nha con. Dạ đúng rồi má. Tiếng của con mà đi chợ thấy đồ đẹp á là tiếng mua quá trời luôn. Trời. Mua về để một đống ở bển luôn á. Dạ, dạ. Dạ. Anh nói tí mua ít thôi, mua chi mà tốn kém dữ vậy. Anh có nói rồi, tại tánh của tía vậy mà. Đi chợ thấy đồ con nít đẹp á, là tía mua đem về à. Nói tía đừng có mua con. Con nít nó như trái bầu trái bí, nó màu lớn lắm. Đừng có mua nhiều, nó chặt uổng. Dạ. Dạ, tía với má. Dạ, chiều nay á, con xin phép ẵm cháu đi về thăm ông nội ha. Ông nội nôn gặp cháu nội dữ lắm rồi. Đúng rồi con. Trời ơi, phải rồi, đầy tháng rồi. Phải ẵm cháu về bển cho ông nội đi à. Dạ, cảm ơn đúng má. Đúng rồi. Tôi thấy bà nói vậy á, tôi thấy là không được. Cái này là không được. Con nít mà đi ban đêm ban hôm vậy á, rồi nó về nó khóc á, mệt mỏi dữ lắm, không nên. Trời ơi, tôi biết. Nên khi nào mà cháu mình ra khỏi nhà, tôi sẽ lấy lọ nghẹ làm phép, tôi quẹt cho cháu. Không sao hết trơn á, trời á. Dạ, con thấy má nói cũng đúng đó tía. Ông nội cũng nhớ, bữa giờ cũng chưa thấy cháu nội. Tía cho con về bển nha tía. Rồi rồi à, thì con với má con nói vậy thì thôi à, à nhớ mà áo ấm gì cho nó nha. Để không thôi là nó về là tối mà nó khóc là dỗ chết luôn á. Nha. Dạ, dạ con biết rồi tía. À thôi bây giờ mình qua cả nhà mình ăn đi. Chứ còn nó bú sữa mình ăn. Dạ. Qua qua qua. Ngồi 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 ngồi. Ngồi đi con, ngồi đi con. Ồ thương he, ồ con ngoan ha. Ồ má thương. Ồ ú nè. Rồi rồi rồi. Ăn đi. Dạo này con thấy tía vui lắm nha. Từ hồi mà má mất tới giờ con mới thấy tía vui như vậy luôn á. Con này rắn mắt. Tía mày lúc nào không vui như tết. Tía, con thấy
Bác Tám đối xử với tía hơi đặc biệt ha. Có gì đâu đặc biệt, bây cứ nói chậm chạp chạp. Không đặc biệt mà lúc nào cũng chăm sóc rồi quan tâm một cách rất là nhiệt tình. Nếu mà người ngoài nhìn vô không biết hai người là xui gia, tưởng tía với bác Tám là vợ chồng không á. Bậy nè. Được người ta quan tâm, người ta chăm sóc như vậy á là mình phải mừng. Bị do ăn ở. Với lại bây đừng nói vậy, bà Tám bà nghe bà chửi chết à. Chửi gì mà chửi chứ, con nói đúng chứ bộ. Mà tía, tía được quan tâm tía cũng vui đúng không? Ủa gì Thu? Tôi có ý kiến. Tôi thấy hình như là trái với lại luân thường đạo lý. Là bởi vì theo tôi biết á, đã gọi là xui gia với xui gia rồi á, thì dứt khoát không thể nào có tình cảm yêu đương với nhau. Nó rất là kỳ. Nó có cái gì đó khiến cho người đời dị nghị. Cho nên tôi nghĩ là xui gia thì trước sau gì cũng phải là xui gia, đúng không? Con ngộ quá. Xui gia rồi làm sao? Xui gia chứ đâu phải anh chị em ruột là không cho lấy nhau. Gì vậy? Con thấy đúng. Con thấy không có gì là trái với luân thường đạo lý hết á. Chỉ là xui gia thôi mà. Nhưng mà con không quan tâm. Con chỉ quan tâm tới cảm giác của tía con thôi à. Tía con vui là con vui rồi. Thôi con đi ngủ đây. Được chăm sóc tận tình chắc vui lắm phải không? Vui hay không ở trong lòng tôi biết. Thôi tôi mệt quá tôi đi ngủ đây. Chắc chắn là vui rồi. Trời ơi, ông nội thương luôn quá mà. Tôi thương à. Ông nội thiệt tình hai vợ chồng mà. Tụi con về đây trời tía mừng quá là có. Cái cháu nội nó vui quá. Dạ. Tía nhớ cháu nội vậy á. Không ấy tía cho con với lại cháu nội ở đây vài ngày nha tía. Ôi trời ơi, tụi bay bây giờ bay về bay dọn vô đây bay ở luôn đây cũng được nữa. Tía đâu tía tiếp hết, tía cho ở hết rồi có cháu dạ. Nội. Dạ chơi bồng cái, chơi bồng cái. Được không mày? Con cứ mặt nó kìa, cái mặt nó mà gắn hầm râu vô là y chang như ông nội vậy. Đây. Ô bác thương. Con dặn nha, có nói về một cái là gia đình vui vẻ cả làng liền. Ông nội là mong dữ lắm nha. Ông nội mong là lên là bồng là ẩm rồi nựng nữa nghe. Cái mặt nó kìa, cái mặt nó kìa. Tía. Gì con? Tía đừng có giận con cái vụ bộ đồ nữa nha tía. Má mày cũng đã giải thích, đã nói tía hiểu rồi. Nói chung là tụi con không có lỗi gì hết á. Dạ. Ôi mà gia đình mình vui vậy là tía mừng là vui lắm rồi. Thôi đừng có bàn tới chuyện dạ. Này, bỏ chuyện đó qua bên đi. Dạ. Chú Út nè. Dạ. Lo đi qua nhà cô An á, coi ngày hỏi cưới người ta đi. Bây giờ chúng mà có vợ nữa là nhà mình vui lắm luôn á. Đi hỏi đi mày. Tía đang thôi coi kìa. Cái ngày nào tốt tốt á. Chắc là tía qua bển tía nói chuyện với lại anh Sáu không? Để cho hai đứa tụi nó cưới. Dạ. Vậy hả tía? Ừ. Tía làm cái mắc cỡ hết á. Để cho cháu nội tía đi dạ. Ăn đám cưới nữa chứ. Của chú Út chứ. Con mệt. Ở nhà nghỉ cho khỏe. Để má đi chợ cho. Con muốn mua cái gì nói má, má mua về cho con. Đưa đây. Dạ con không cần mua gì đâu má. Rồi thôi ở nhà đi để má đi ha. Anh thấy má thương em, lo lắng cho em, thương em tới như vậy. Sao anh thấy em không được vui? Bộ mấy hôm nay em có chuyện gì giấu anh phải không? Không có gì hết á. Em có chuyện gì thì làm ơn nói ra đi. Giữ trong lòng như vậy, không chỉ một mình em không vui đâu. Mà cả nhà này ai cũng cảm thấy khó chịu, rồi cũng không vui theo. Từ hôm bữa ăn bữa cơm gia đình bên nhà em về tới hôm nay, mặt lúc nào cũng đâm như vậy. Hỏi tới là không có gì. Không có gì mà sao như vậy? Anh có biết má anh với lại tía em, hai người họ đang có tình ý với nhau không? Mà nếu thật là như vậy cũng đâu có sao đâu. Hai gia đình càng thân thiết càng vui hơn. Trời ơi, cái chuyện như vậy mà anh còn dám nói là không có sao. Chuyện này mà dở lỡ ra đó nha là nguyên cả cái làng, cả cái xóm này người ta xì xào bàn tán, người ta nói gia đình mình ra cái gì nữa.
Em tưởng tượng ra chuyện đó thôi là tự nhiên em muốn xấu hổ, em muốn đào cái lỗ em chui xuống dưới đó luôn rồi đó. Không bao giờ đâu nha, em nhất quyết là không bao giờ đồng ý chuyện này đâu đó. Nhưng mà đó chỉ là suy đoán của em thôi, chứ anh thấy má anh với lại tía em có thừa nhận tình cảm gì với nhau đâu. Cái gì? Có lẽ là họ quan tâm với nhau, tại vì hai người là bạn bè với nhau mấy chục năm rồi, họ thân thiết cho nên... Nè. Gì? Lỗ tai tôi nghe nè, con mắt tôi thấy nè, rõ ràng là hai con mắt tôi nhìn thấy tía với má luôn á, chứ ở đó mình nói là tôi suy đoán hả? Hey, chị ta. Anh Năm. Ủa, đâu về vậy? Mới đi chợ về. À, đi chợ về hả? Dạ. Ủa chị. Sao? Rồi chị nét cho tôi coi cái hướng này, tôi định hướng lại coi. Chị bước vô chút, bước vô xíu tôi hướng lại coi. Đâu. Ừ. Cái hướng này của nhà chị cũng hướng chợ. Còn hướng này, hướng nhà người ta sáu bảnh mà. Ờ thì đúng rồi. Vậy chị qua nhà sáu bảnh hả? À, tôi... À, không. Bữa nay đi chợ, có một con lươn tươi quá, tôi mua về để cho anh Sáu đó mà. Trời đất, cha Sáu bảnh nghĩ là thấy ra thấy cũng chả cũng tốt nước, không phải như tôi. Trời ơi, gì mà không ai chăm sóc, ai lo lắng hết à, buồn dễ sợ. Anh nói vậy chứ cái hồi tôi bệnh, tôi nằm bệnh viện á, thì anh Sáu anh cũng lo cho tôi chu đáo. Vậy hả? Thì bây giờ tôi muốn đền ơn đáp nghĩa đó mà. Vậy hả? Dạ. Đền ơn đáp nghĩa. Dạ. Về ở chung chăm sóc nhau luôn mới phải. Anh nói vậy chứ ha. Vô duyên à, không muốn nói chuyện với anh nữa. Tối ngày cứ xím xỉa người ta hoài. Thôi đem lương ở trọng đi nè. Cho gửi là thăm anh Sáu nha. Rồi đi nghe. Dạ thôi chị đi. Trời ơi nắng nồi quá à. Lẹ lẹ để con lương nó chết à. Con lương chết chắc ổng cũng chết theo con lương luôn. Anh Sáu, sáng đi chợ. Tám. Cô Thu, sáng đi chợ thấy con lươn ngon quá, mua về đưa cho anh. Anh nói với lại con An á, nấu canh chua hay là xào xả ớt gì cũng được. Ôi, lo cái gì? Tự nhiên cái đi mua đồ đem qua đây chi vậy không biết nè. Chị Tám nè, tôi có ý kiến nhỏ nhỏ nghe, là chị em phụ nữ với nhau mà. Yeah. Tôi thấy như vậy nè, chị với lại anh Sáu qua lại với nhau á thì cũng được, bởi vì xu gia mà. Nhưng mà đừng có hơi quá, làm vậy á thiên hạ người ta dị nghị. Với lại con Xuân á, nó cũng tâm sự với tôi, nó nói là nó không thích ba nó với lại má chồng của nó lại qua lại một cách thân thiết như vậy, rồi nảy sinh ra cái mối quan hệ tình cảm với nhau. Tôi thấy kỳ lắm nha chị Tám. Thôi bà đem con lươn đó về nấu cháo cho con Xuân với lại con Lộc ăn đi, ở bên này đồ ăn cũng nhiều mà. Có gì đâu mà anh ngại, anh cứ cầm lấy đi. Mình lớn hết rồi, mấy đứa nhỏ nó cũng đã trưởng thành rồi, mai mốt đây nó cũng sẽ lập gia đình rồi, mình phải sống cho mình chứ, sợ gì đâu mà anh không dám. Ừ. Thôi để đó, tôi vô trong có chút chuyện à. Đưa đây. Ta ta ra ta 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 ra ta ta ta. Chị Tám hả? Là chị em phụ nữ với nhau. Sao? Tôi muốn tâm sự thêm nè. Chị thấy không? Anh Sáu anh bỏ vô là khó xử đó. Là bởi vì sao? Mình là đàn bà con gái, mình đừng có mạnh mẽ như đàn ông. Nhất là ba cái chuyện tình cảm nè, cái gì cũng phải từ từ, đừng có tấn công mạnh quá, người ta sợ, chị hiểu không? Cô Thu nè, cái chuyện tình yêu là cái chuyện tốt đẹp nhất ở trên cõi đời này, đúng không? À, có gì đâu mà phải sợ mà xấu hổ. Không có cái gì đâu mà phải sợ mà phải che giấu hết trơn á trời á. Yêu là cứ nói yêu, thương là cứ nói thương. À. À. Có thời gian đi dạo mà không có thời gian chấn chỉnh lại tía của mình, khó coi chết đi được. Tía tôi làm sao? Làm gì mà chị khó coi? Thì tía của cô với lại cô Tám đó. Trời đất ơi, già tới nơi rồi, yêu đương tình tứ lãng mạn nhan nhít rồi. Nghe nói tới là nổi da gà hết nè. Mà mắc mới gì tới cô vậy? Tía tôi làm gì thì có liên quan gì tới cô? Sao cô nhiều chuyện quá vậy? Tôi nói cho cô biết, cô nhỏ, người lớn làm gì là chuyện của người lớn. Cô không được hỗn láo vậy nha. Cô nói ai hỗn láo tôi hả? Tôi nói cô đó. Cô...
là chẳng giống ai hết. Ê, con gái kìa. Đứng lại của em. Không vậy. Nè, nè. Trời ơi. Bỏ tôi ra. Nè, ba mẹ ba mới đi vậy? Trời ơi. Chết hả? Con gái chạy lắm không? Mẹ cô có sao không vậy? Được rồi, bình tĩnh đi. Không sao, không sao đâu. Có tôi đây rồi. Được rồi, đứng lên đi. Cô có đau ở đâu không? Để tôi đưa cô về nha. Có sao không? Nè ăn đi con. Cái món cá này là trước đây con thích lắm nè. Con ăn đi nha. Nè ăn đi con. Má ăn đi má. Má đừng gắp cho con nữa. Con đâu phải là khách trong nhà đâu. Thôi. Hai đứa tụi con ăn cơm đi. Ừ, con Xuân con ăn nhiều chút. Có bầu ăn hai phần nha con. Nha. Thôi má với anh ăn cơm đi. Tự nhiên con thấy no quá. Nè. Má. Má đừng có buồn vợ con nha. Chắc tại đang có thai rồi bị cái thai nó hành nên khó chịu vậy thôi à. Không có gì đâu. Vợ con nó ăn ít quá hả? Thôi thì để lát nữa coi nó thích ăn cái gì, con chạy ra chợ con mua về cho nó ăn nha con. Dạ con biết rồi, má ăn đi má. Sao vậy? Tự nhiên hôm nay ăn ít quá vậy? Giờ muốn ăn gì nữa không? Anh đi mua cho. Không cần. Sao nãy má gấp đồ ăn cho em rồi em tỏ thái độ bực bội với má vậy? Má buồn đó. Bây giờ má buồn là tại em luôn đúng không? Gì vậy? Không phải. Ý anh nói á là nếu mai mốt má có gấp đồ ăn cho em như vậy á, em đừng có tỏ thái độ với má. Tại vì má cũng thương, má muốn tốt cho em thôi. Bây giờ đổi ngược em thành má, em có buồn không? Rồi bây giờ là tại em hết nè, cho nên má anh mới buồn á. Rồi bây giờ á, đổ lên đầu em mọi chuyện hết luôn đi. Nếu mà em vậy á, anh với má anh á thấy em ở đây mà chướng mắt quá thì thôi đi. Em về tí em ở, em không ở đây nữa đâu. Ôi nãy giờ nói chuyện nhỏ nhẹ lắm mà, đàng hoàng lắm mà. Trời, dù như vậy, bớt chút xíu rồi về bệnh rồi. Xuân à. Đỡ cho chị một nhát dao mà chị không một lời cảm ơn người ta. Tôi không thích chị ở đây nữa, chị đi về Mỹ đi. Trời ơi, bỏ tôi ra. Cái gì vậy hả? Chết hả? Từ bao giờ mình lại trở thành con người như vậy chứ? Mình không còn là mình nữa. Tại sao mặt mày của mình bây giờ lại tăm tối xấu xí như vậy chứ? Bây giờ ai cũng xa lánh mình. Là anh Nam, rồi tới thằng Khang, thằng Phúc,
bây giờ tới chú Năm và dì Thu. Cô không thèm nhìn mặt mình nữa. Không được, mình không thể nào, mình không thể nào tiếp tục trượt dài trên con đường thù hận này được. Đây, trái cây tới rồi. Con mời tía, anh hai, chị hai. Tía, con hỏi tía này nha. Tía với lại má chồng con tính nói lại tình xưa hả tía? Ai nói bài vậy? Nhiều người nói lắm. Người ta nói ra nó vô tùm lum hết. Con đâu có tin đâu. Tính vậy hỏi tía, có thiệt không tía? Tía, nếu mà có chuyện đó xảy ra thật sự á, con ủng hộ tía hai tay hai chân luôn đó tía. Đúng rồi. Gia đình của chúng ta từ lâu đã khăng khít bên nhau, gắn bó keo sơn, chặt không đứt, chia không lìa, đúng không nè? Dạ. Yeah, yeah. Tôi không thích. Gì vậy? Xuân. Tía để đứa con. Hai người đừng có nói nữa, làm sao mà tôi chịu được. Em thấy chuyện cũng bình thường thôi mà. Tía với lại bác Tám dù gì cũng là bạn ngày xưa, bây giờ qua lại có sao đâu. Đúng rồi, hai người đó là ngày xưa là thanh mai trúc mã với nhau, bây giờ cả hai lẻ bóng hết rồi. Bây giờ về già hai người đó đến với nhau rồi có bầu. Cái gì? Có bầu có bạn. Chưa nói hết mà nhảy vô họng người ta rồi la. Anh đó. Anh thấy cái gì nó có gì đâu mà em phản ứng dữ vậy? Sao không có gì? Lỡ như mà má với tía hả? Mà cưới nhau về á, rồi con bé Hương nó biết xưng hô sao? Thì ông nội nè, bây giờ ông ngoại nè, rồi bà nội bà ngoại lộn tù phèo hết trơn rồi làm sao? Nó sẽ bị ảnh hưởng tâm sinh lý, rồi mẹ mốt con tôi nó sẽ phát triển sao đây? Làm sao mà tôi chịu em được? Em cứ nói quá không à. Hai này. Anh thấy đâu có đến nỗi như vậy. Em được sao rồi vậy? Mai mốt con bé Hương nó lớn á, từ từ cũng sẽ hiểu chuyện thôi. Với lại á, em thấy tía cũng cần người bầu bạn mà. Bộ hai không thương tía hả? Thôi đi, bây giờ mấy người không chịu lo cho con tôi phải lo cho tâm sinh lý phát triển suy nghĩ của con tôi chứ. Không thì bây giờ cứ tán thành đi, rồi cái lúc mà sinh em bé ra rồi mình ngồi mình tính cái cách xưng hô sao. Cái gì mà sinh em bé ra vậy anh hai? Thì hai người lấy rồi má anh cũng phải có con. Anh hai nó xàm vừa thôi. Tào lao. Đi về rồi kìa. Thì chạy theo chứ sao. Xuân. Trời ơi, thương tía tôi ghê luôn á. Sao quán xé vắng quê vậy trời? Tám. Gì? Sao bán buồn sao mặt ngoài rầu quá vậy? Hôm nay sao bảnh có ghé không? Không thấy. Hình như là ông cố tình ông né tôi hay sao? Tại tôi. Alo. Tôi nè, có chuyện quan trọng muốn nói chuyện anh nè. Chuyện gì mà quan trọng? Nói qua điện thoại đi, có chuyện gì nói đại đi cho rồi. Cái chuyện này quan trọng lắm, anh phải qua nhà quán chị Tám đi rồi tôi anh mới nói chuyện được. Thôi tôi mệt mỏi trong người lắm, tôi không có đi đâu. Không phải ăn ghé nhà tôi đi. Bây giờ nè, thấy không? Anh có mệt cũng lết qua đây. Tôi nói cái chuyện này là hệ trọng lắm á, mà nếu mà anh không qua là thiệt thòi anh ráng em chịu, chứ tôi cũng không rảnh lết qua nhà anh đâu ha. Thôi được rồi, để tôi đi. Sao? Sao anh Năm? Anh nói anh qua không? Nói cái kiểu như tôi vậy, chắc chắn thế nào cũng phải qua thôi. Ăn cơm. Thôi, cô cứ ăn trước đi. Tôi có chuyện qua gặp Năm. Ông kêu có chuyện gì đó gấp lắm muốn gặp tôi á. Thôi cô ở nhà cô cứ tự lo ơn đi ngang. Ủa chuyện gì gấp gáp thì cũng phải ăn cơm chứ. Mắc cái gì mà đi gặp ông Năm thôi mà phải gấp gáp vậy? Thôi thì cô cứ ở nhà ăn mình đi. Chả tôi hẹn với chả rồi thì tôi đi. Ok tôi đi. Nè. Ủa, hẹn với ông Năm tổn thôi mà, làm gì mà dỗ dàng gấp gáp vậy? Chỉ có hẹn với gái mới gấp gáp vậy thôi. Đi theo mới được.
alo, tôi tới liền, vậy nha. Chờ, tôi qua liền, Cái gì vậy? Ủa sao ông đi đâu hả? Ông có công chuyện ông đi á, anh Sáu ngồi đi anh Sáu. Sao tự nhiên ông điện tôi qua đây cái ông đi à? Anh Sáu, dạo này hình như là anh lánh mặt tôi phải không? Bộ tôi có làm gì cho anh ghét hả anh Sáu? Trời, cô nói gì kỳ vậy? Tôi có ghét bỏ gì cô đâu, cũng phải tránh mặt, bị bận. Vậy sao mà anh cứ né tôi hoài à? Nếu mà tôi không nhờ anh Năm, anh dàn cảnh thì để lôi anh tới đây chắc là anh không tới đâu phải không? Trời đất ơi, hàng gì? Cha Năm toán điện tôi đâu có biết cái chuyện gì. Mày đặt dàn cảnh dàn đồ nữa. Tôi phải ép anh làm vậy đó. Nhưng mà anh chưa có trả lời tôi là tại sao anh tránh mặt tôi hoài vậy anh Sáu? Thiệt sự thì không phải là tôi tránh mặt. Nhiều khi cũng muốn qua đây để ngồi nói chuyện tâm sự, nhưng mà sợ hàng xóm bà con người ta dị nghị, người ta nói ra nó vô mệt. Mắc mớ gì anh phải sợ. Bây giờ tôi hỏi thiệt anh nè. Anh có chút gì tình cảm với tôi không anh Sáu? Đàn bà gì mà sổ sàng quá. Ăn nói không giữ ý giữ tứ gì hết trơn á trời. Anh Sáu nè, tôi á, từng tuổi này rồi, không có bồng bột nữa đâu. Mà đâu có gì đâu mà phải sổ sàng. Tại vì ở trong, nằm ở trong bệnh viện á, thấy anh lo lắng cho tôi. Rồi tôi tự suy nghĩ tôi biết rằng là cái tuổi xế chiều này cần phải có một người đàn ông để chăm sóc, để chia sẻ. Cho nên... Bộ cô đang hồi xuân hả? Anh muốn nghĩ tôi hồi xuân hồi dương gì cũng được. Quan trọng là hôm nay tôi muốn nói rõ về tấm lòng của tôi. Tôi muốn được ở bên cạnh anh suốt cả cuộc đời tôi, có được không anh Sáu? Tôi thì tôi... Sao anh? Nhìn kính mẫn này, tôi biết là anh khoái tôi thấy bà nội rồi còn gì đúng không? Đàn bà gì mà ngộ vậy hả? Sao? Đi cưa trai luôn là sao? Ê nè, tôi đây đàn ông nè, tôi có thích tôi cũng dám, tôi ngồi tôi kiềm chế, tôi bóp tai, tôi không bao giờ tôi dám nói đây nè. Vậy là anh đã thừa nhận là anh có tình cảm với tôi rồi đúng không? Anh bóp tai như vậy là anh thừa nhận anh có tình cảm với tôi rồi phải không anh Sáu? Thả ra rồi, thả tay ra rồi. Nhưng mà tôi nói cho nghe, cô đàn bà cô đã không ngại, tôi đàn ông tôi cũng không ngại đâu. Nói thiệt. Nói đi anh. Là tôi có tình cảm, nhưng mà con Xuân á, nó phản đối hoài à. Tôi vì hạnh phúc của con tôi, cho nên tôi cứ im lặng không có dám nói. Anh Sáu nè, tôi với anh á là đã sống cả đời vì con cái rồi. Bây giờ á thì tụi nó đã có tổ ấm riêng rồi. Thì tụi mình cần phải sống cho bản thân của mình nữa chứ anh. Bây giờ á thì em có ý này. Nếu như mà anh ngại sắp nhỏ đó, thì hai đứa mình bí mật lo lắng cho nhau, rồi từ từ mình thuyết phục con thơ được không anh? Ừ. Thì cứ vậy đi, rồi chuyện gì tới để từ từ nó tới. Nhớ nghe anh Sáu. Anh Sáu cục lắm tơi nữa. Người ta đi qua đi lại người ta thấy đó. Trữ tình quá. Em yêu anh Sáu. Em yêu anh. Má trời ơi là trời, làm sao mà con chịu đựng được giữa thanh thiên bạc nhật mà. Trời ơi, tía ơi, má ơi, ai cũng lớn tuổi hết rồi, đầu hai thứ tóc hết trơn rồi, người cháu nội, người cháu ngoại, mà hai người làm như vậy làm sao người ta coi cho đặng hả? Rồi con với anh Lộc biết xưng hô làm sao? Tía, bây giờ tía nghỉ đi, tía lấy má chồng con về, rồi con của con xưng hô làm sao? Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại tùm lum hết, con không có chịu đâu. Anh Sáu.
trà này ngon. Tôi nhìn thấy anh á với bà, thật sự tôi rất là buồn. Già hai thiếu tóc rồi ha. Cả cuộc đời hy sinh vì con vì cháu, rồi bây giờ gần tuổi xế chiều rồi, muốn có hạnh phúc với nhau mà cũng không được nữa là sao? Tôi cũng không hiểu nữa. Nói chung là tất cả cũng vì hạnh phúc của con cái thôi, chứ giờ biết sao vợ. Mà tôi nghĩ con Xuân nó nói cũng đúng. Nếu mà bây giờ hai người tới với nhau thì nó rất là kỳ cục. Anh ngộ quá, anh ba phải quá. Tôi nói anh nghe nè, anh lật còn nhanh hơn cái thời điểm mà bà Tám bà lật mặt tôi mà để bà đi lấy chồng bà bỏ tôi. Không phải, anh hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi chợt hiểu ra cái ý của con Xuân. Nó rất là thương anh, không phải là nó không muốn anh bước thêm một bước nữa. Nhưng mà có điều là nó không muốn anh với chị Xuân mà hai người kết hợp nhau, nó kỳ lắm, coi nó không có được ha. Mà nghĩ cũng ngộ nha, bà Thu á, trời ơi, nhìn bà bốc lửa như vậy á, bà kết anh dễ sợ. Nhưng mà tại sao anh không chịu bà, tôi không hiểu luôn á. Cái chuyện đơn giản gì mà anh cũng không hiểu. Giờ tôi nói cho anh dễ hiểu nè ngang. Hồi trẻ đó, mình còn có cái thời gian dài. Khi lấy nhau mà chưa tìm hiểu nhau á, thì từ từ nó có tình cảm. Rồi trong cái thời gian đó bắt đầu mình tình cảm nó nảy nở, rồi mình còn hiểu nhau. Còn bây giờ già gần xuống lỗ mẹ nó rồi, thời gian đâu nữa mà tìm hiểu, rồi để cho tình cảm nó nảy sinh. Bây giờ chờ tôi với bà Thu mà tình cảm nảy sinh á, thì hai đứa đầu thai kiếp khác rồi. Thôi dẹp bỏ, đừng có nghĩ tới chuyện bà Thu nữa. Xong xuôi hết rồi nha. Rồi. Rồi. Ok. Còn dán thùng kia xong nữa. Đây đây, để anh. Đợt này á, làm hàng xong sớm hơn dự định rồi đó. Em cứ sợ là không kịp, cuối cùng xong sớm luôn đó nghe. Nè Út. Dạ. Gọi điện thoại cho người ta đi, kêu người ta lấy hàng, mình đã xong rồi. Cái gì? Gọi luôn hả? Ừ. Trời, chị hai máu thiệt đó. Đó phải rớt rẻn chứ. Khi này á, không có xảy ra sự cố gì hết, như vậy là nhẹ nhõm rồi ha. À anh ơi, em là An, bên xưởng gia công Lục Bình đó. Chừng nào anh có thể qua lấy hàng được ạ? Bên em xong hết trơn rồi nè, anh có thể lấy hàng trong chiều nay cũng được ạ. Anh nói cái gì? Công ty anh phá sản hả? Cái gì? Hả? Anh không thể lấy hàng cũng không thể bồi thường hả? Cái gì? Cái gì vậy? Cái gì mà phá sản? Cái gì vậy? Công ty họ phá sản nên họ chấp nhận mất cọc luôn. Chết rồi ông ơi, vậy bây giờ hàng quá của mình sao? Trời ơi là trời, trời. Sớm ông bị, trễ ông bị, ta dán xong hết thùng rồi mới bị. Mọi người cứ bình tĩnh đi, mọi chuyện từ từ giải quyết. Mà giờ còn tiền để trả lương công nhân của mình nữa, em kiếm đâu ra bây giờ? Chết rồi ông ơi, giờ sao giờ? Tôi ra đây chi vậy? Sao chị không nói chuyện ở trong điện thoại luôn mà hẹn tôi ra để tôi phải đóng cửa quán tôi chạy ra đây? Nói nào ngay, tôi hẹn chị ra cái miếu này nè, mà tôi nghe nói là cái miếu này nó linh lắm. Mình cầu về được đó à, cho nên tôi mới kêu chị ra đây nè, để chị khấn rồi chị lại như vậy nè. Biết đâu ở bề trên chứng giám cho mình, cho hai gia đình của mình được yên ổn thì sao, đúng không? Sao chị không nói trước để tôi mua nhang đèn trái cây tới đây đi cúng? Ôi trời ơi, đâu có cần, ăn thua là cái lòng thành của mình. Nhang đèn sẵn có ở đây nè. Đó, mình cứ theo tấm lòng của mình, khấn sao mà trời phục phù hộ cho mình như vậy ha chị ha. Rồi. Mình lại tiếp đi chị. Rồi. Sao mà giờ anh Sáu chưa tới vậy ta? Bả giờ trước là chết quốc hết. Trời ơi, sao mình lâu dữ vậy? Sao tôi khấn mà chị không chịu khấn? Khấn nè. Nè, sao hả? Cái gì mà chạy gì mà như cháu chết vậy? Có chuyện rồi,
Chuyện gì? Cứu người sắp chết rồi. Ai chết? Bà Thu với bà Tám Điệu bị rắn cắn. Mà sao anh biết? Thì bà Thu bà điện. Sao bà không điện tôi ta? Ai biết? Nhưng mà rắn cắn mà cắn ở đâu? Trong hang. Trong hang hả? Trong hang. Mà sao cái hang nó nằm đâu? Đi hỏi bà, nó hỏi tôi hoài. Đi. Trời ơi, xong cái chừng. Đưa thuốc cho người ta mà cứ đứng hỏi hoài. Rồi vậy là xong rồi ha. Rồi bây giờ mình về chị ha. Đợi chút đi chị. Mình khấn càng lâu á thì trời Phật chứng giáng cho mình. Tôi càng còn mở quán bán nữa. Trời ơi, từ chị. Hướng nào ta? Ủa, hướng gì chị? Hướng đi. Không. Cái hướng lạ của mình ở chỗ này á. Cái miếu này là ở hướng gì? Đông Tây Nam Bắc á. Vậy đó hả? Sao vậy? Sao vậy chị Thu? Sao vậy? Cái gì vậy? Sao vậy? Trời ơi, chị quỳ chị khấn rồi đi. Cái gì vậy? Không phải chị Thu, chứ không phải tôi. Không có đâu bà, này không có bị gì đâu bà, bị gì không? Tôi không có bị gì hết trơn á. Chị Thu chỉ bị trặc chân rồi kìa. Cái chân của tôi nó bị quẹo quan bên rồi nè. Sao nói bà bị rắn cắn mà? Đâu có nè. Chỉ bị trặc chân đó, tôi về bóp dầu là xong hả? Ông Năm lo cho bà đi nha. Đi. Không bị sao là được rồi. Đứng lên. Có sao không? Trời ơi, thiệt tình á, sao không chỗ này á. Nhìn vẻ anh Sáu lo cho chị Tám như vậy, điều đó cho thấy trong lòng anh Sáu, chị Tám quan trọng biết chừng nào. Mình không thể chen vào giữa họ được rồi. Trời ơi. Chân vừa đi thường cũng đã dễ thương rồi, mà càng chấm càng phẩy đi càng dễ thương hơn ta. Mà chấm cái bà phẩy cái, trời nên còn dễ thương hơn dữ ta. Chủ quán đâu? Cho một kết bia. Dạ chị gái ơi, quán bán cà phê chứ đâu phải bán bia đâu mà chị vô đây chị cứ bia. Cho ba chai rượu. Trời ơi chị gái ơi, gái lứa gì mà ăn nhậu say xỉn quá trời vậy trời. Quán không bán bia bán rượu thì quán bán cái gì? Cà phê. Đi mua rượu về bán đi. Đi. Chán đi. Ghê gì đó. Trời ơi, cái gì mà sao hôi mùi hèm quá vậy? Ê, sao hôi mùi rượu bia quá vậy? Có chuyện gì mà ngồi sao mà mặt thẫn thờ vậy? Ông chưa gặp tôi rồi hả? Tôi nói cho ông biết nghe chưa? Con người của ông á, ông bạc tình lắm. Ông thích bà Tám. Kệ ông đi. Ông còn biểu tôi tác hợp cho ông với bà Tám yêu nhau lại. Ông coi tôi là cái gì? Hả? Tôi là con người mà. Ông đừng có nghĩ là tôi thích ông rồi ông ép tôi làm những chuyện mà tôi không thích. Tôi cho ông hay nghe chưa? Con người của ông không có đẹp mà tại tôi thương. Ông á, ông nghĩ sao mà ông nói bà Tám bả hơn tôi? No. Bà Tám mà không hơn tôi bất cứ cái gì hết. Dù không tin. Ok. Tin. Không tin. Thử đi. Thử yêu tôi đi. Tôi sẽ lo cho dù nhiều hơn là bà Tám lo cho dù. Thử đi. Không thử chứ gì. Sao bạn? Ông ngu lắm. Trời. Đúng là theo tình chạy theo. Khó hiểu cái câu này luôn á, mà hình như là cũng y chang vậy đó. Thôi, đi về. Tôi dẫn cô về, cô xỉn rồi. No, tôi không xỉn. Ông đừng có nói tôi xỉn rồi ông qua ông hú hí với bà Tám nha. Bà kêu ông thử thương bà, vậy thì bà cũng thử thương tôi đi. Bà sẽ biết tôi lo cho bà tới cỡ nào. Không chừng bà hết hồn luôn. Tôi cũng cho bà biết nha, tôi sẽ tìm cách để trái tim của bà hướng về tôi. Bà đừng có tưởng tôi bỏ cuộc. Bìa.
Thôi thôi tôi đưa bà về đi. Anh Sáu. Cái gì vậy? Cháu ơi, mà anh nhà tôi nấu tôi đem qua cho anh ăn nè. Bà làm gì bà thì thào, tôi không có nghe cái gì hết. Tôi sợ con Xuân hoặc là ai thấy tôi về nó mẹt lại cho con Xuân nó nghe. Tôi qua đây tôi chăm sóc cho anh, cho nên là tôi sợ. Trời ơi, tôi ngồi kế bên mà tôi không có nghe. Bà sợ con Xuân chứ gì? Con Xuân nó đi rồi, rồi bà mới qua đó. Nó về bên bển rồi. Ủa vậy à? Trời ơi, nãy giờ anh không chịu nói, anh làm tôi mệt muốn chết luôn vậy hả? Nè, cháo này tôi nấu ở bên nhà, tôi đem qua đây đi nè. Đây, đó, nóng lắm, ngon lắm. Ăn đi rồi để uống thuốc. Nghe không? Để tôi đút cho anh ăn nha. À, hả miệng ra, giỏi, ngon quá. Má! Trời ơi! Nóng quá. Đút cháo cho nhau ăn nữa. Tình cảm quá mà. Con đã nói bao nhiêu lần rồi là con không có đồng ý cái chuyện này. Vậy mà tía với má kỳ cục quá à. Con đã nói là con không có chấp nhận được. Bây giờ tía má muốn làm sao? Con ly dị với anh Lộc, hay là con bỏ xứ đi luôn cho tía với má vừa lòng? Xuân à, Xuân, má đâu có làm gì đâu. Thôi, bà về bên bển đi. Từ nay trở đi đừng qua nhà này nữa. Gì vậy? Gì đừng có buồn nữa. Chuyện tình cảm mà, đâu thể ép buộc được chứ. Dì cũng biết hoàn cảnh của con rồi đó. Nhiều lúc con cũng muốn ép An để cho An hướng về phía của mình. Rồi sao? Cuối cùng An cũng thương Khang. Tại vì tuổi trẻ, yêu là yêu say đắm, yêu nồng nhiệt. Với lại tại vì con chấp nhận số phận cho nên nó mới như vậy chứ bộ à. Chứ bà có biết, cô Thu có biết là hai người này yêu cũng nồng nhiệt, cũng say đắm lắm không? Thì tại vì hồi xưa là coi như là con người ít, không có nhiều, rồi có những mối quan hệ ít, cho nên á họ nghĩ là yêu ai á là yêu chết một người. Nhưng mà làm sao anh biết được là mình có yêu được người đó thiệt lòng hay là không? Mà hai người có biết không, tôi là giống như chứng nhân cho cái tình cảm của hai người. Muốn tôi kể cho nghe? Kể không? Nhưng không nói lại nha. Hồi xưa lúc còn nhỏ đó, cha sao ông bảnh chứ bà Tám, hai người thương nhau. Là ngưỡng mộ tình cảm sâu đậm của hai người đó ha. Bây giờ con thấy á, dì phải hợp sức cùng với tụi con đi, cho bác Sáu với lại dì Tám tiến tới với nhau. Chứ một mình Xuân ngăn cản cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Thật ra là như vậy, tôi á là tôi có tình cảm với anh Sáu, nhưng mà tôi biết là anh Sáu ảnh không có tình cảm với tôi, nhưng mà tôi cố gượng ép đó. Bây giờ tôi thấy cái mối tình của 6-8 như vậy đẹp hơn nhiều. Thôi thì bây giờ tôi sẽ cùng anh tác hợp cho hai người đó yêu lại nhau ha. Mấy đứa nhỏ nó phụ rồi đây. Như vậy là tôi rất là cao thượng. Đúng rồi. Còn nếu mà phần mình thì cũng có, hiểu không? Từ từ cũng trời cũng thương à, thấy không? Mình giúp người ta thì có người giúp mình vậy đó. Dạ. Dì ơi, Việt Nam gọi là ở hiền gặp lành đó dì. Không, giống như là dạng vậy đó. Dạng mà sẽ có người bù đắp lại rồi ha. Đến ngày trả lương rồi, trả lương cho tụi tôi đi. Sao người có người không, mọi người đều làm việc giống nhau mà. Tôi nghĩ là An nên cho mỗi người một cái hẹn.
Chứ bây giờ tất cả anh em công nhân ở đây nè, ai ai cũng phải lo cơm áo gạo tiền, còn gia đình nữa. À, hay là bây giờ á, nếu như mà An không có tiền đủ để trả cho mọi người hết tháng á, thì thôi An trả cho mọi người nửa tháng cũng được. Như vậy là mọi người đã đồng cảm với An lắm rồi đó. An biết mà. Thực sự thì không phải là An quỵt mọi người hay là làm khó dễ về mọi người. Chỉ mong mọi người cho An giờ lại ngày phát lương một tuần nữa để cho An kịp xoay sở. An rất mong mọi người chia sẻ với An, với công ty trong lúc này. Tôi á, là tôi chỉ sợ mọi người không được nhận lương á, là mọi người đình công á. Chắc chắn chỉ có tháng này thôi. Tháng sau mọi thứ trở về như cũ và An sẽ phát tiền cho mọi người đúng ngày thôi. Mọi người giúp An đi. Thôi thì tụi tôi đợi cô vậy. Cảm ơn. An ơi An. Dạ. An tính làm sao? Tiền nguyên liệu của tụi tôi á, An tính làm sao? Dạ, thật tình thì xưởng của con đợt này đang khó khăn quá. Con xin phép mấy cô cho con vài ngày nữa rồi con sẽ gửi lại. Mấy cô thông cảm giúp con được không ạ? Mọi người cứ trật tự, tôi sẽ phát lương và trả tiền hàng cho mọi người. Có tiền rồi kìa. Dướng hả? Lộc ơi, ra má biểu nè Lộc. Dạ. Ra đây con. Dạ má kêu con. Sao rồi? Chuyện ở bên nhà tía vợ con sao rồi? Đã có cái hướng giải quyết cho cái xưởng của anh Thùy An rồi chưa? Chưa má ơi. Tía vợ con cũng đi cầm cố sổ nhà, nhưng cũng không được bao nhiêu so với số tiền mà xưởng Út An cần. Má nghe vậy má cũng muốn giúp cho gia đình của anh Sáu Bảnh. Nhưng mà tiền mặt thì má không có nhiều. Má chỉ còn có cái sổ đỏ mà của cái miếng đất ở ngoài mặt lộ tiền đường đó. Má tính đem cuốn sổ ra vài ngân hàng để giúp cho tí vợ con đó. Con thấy sao? Má, má nói thiệt hả? Má chịu đem cái sổ đi vay ngân hàng giúp nhà vợ con hả? Trời, nếu mà vậy á, bên vợ con biết được ai cũng mừng cho coi. Rồi, để má đi lấy cuốn sổ rồi mình ra ngoài ngân hàng á, mình nhờ người ta làm thủ tục cho vay nha. Má. Đợi má anh tí. Dạ. Chuyến này bên nhà tí vợ con được cứu rồi. Nè, đây nè. Gì vậy má? Đâu rồi? Lộc ơi Lộc. Dạ. Cái sổ đỏ của má để ở trong này đâu mất tiêu rồi Lộc? Ủa con đâu có biết, má tìm kỹ chưa? Sổ sách tiền bạc má để ở trong này mà, giờ đâu mất tiêu rồi? Má nhớ kỹ coi má để ở đâu. Má để trong cái tủ này nè, chìa khóa đây nè, má để đây mà. Trời ơi. Hay là má ơi, mình đi nhờ công an đi. Nhờ họ điều tra giúp mình chuyện này. Tại vì nếu mà giấy tờ nhà bị mất mà người lấy đi cầm, chỉ cầm được những nơi tư nhân thôi. Đúng rồi con. Đúng rồi. Bà Tám ở nhà không? Bà Tám. Anh Điều. Bà Tám Điều đâu? Bà Tám. Cái gì vậy? Cái gì mà la ôm sồm bà vậy? Bà có phải bà Tám Điều không? Tôi đây. Đúng rồi, đây là má tôi nè. Mà có vụ gì? Tôi cho bà biết. Cái gì? Có người mang sổ đỏ của bà đến dây tiền đại ca tôi. Đây. Sổ đỏ của tôi bị mất. Ai? Ai cầm cho mấy chú? Ai? Thằng Tính. Hả? Thằng Tính. Thử. Thằng Tính. Thằng Tính là thằng nào? Đây. Đây. Thằng Tính là thằng này. Con với má nè. Con má nữa kìa. Hai má con mình đang đều. Dạ đúng rồi. Trời. Lộn. Đây. Thằng Tính là thằng này nè. Coi kỹ đi. Quen nó không? Thằng Tính. Thằng này. Trời đất ơi. Tôi chết rồi Lộc ơi. Tôi thân ái nói cho Tám biết, 5 ngày nữa mà Tám không đem tiền đến chuộc, coi như cái này thuộc về đại ca tôi. Lúc đó Tám Điệu đừng trách nha.
Anh ơi, chị có 5 ngày vậy, cho em 5 năm đi được không? Chị có 5 ngày vậy, cho 8 thêm 5 năm nữa được không? Trời ơi, Lộc ơi, tôi chết rồi Lộc ơi, bây giờ phải làm sao bây giờ đây Lộc ơi? Trời ơi, như vậy là con Chanh nó đã lấy trộm cái sổ đỏ của má nó đưa cho thằng Tính rồi. Hai đứa tụi nó cấu kết với nhau để lừa đảo má. Bây giờ phải tính làm sao đây hả Lộc ơi? Lộc, con có nghe má nói không? Con làm cái gì con nhìn lên trần nhà hoài vậy? Con nhìn nó lần cuối trước khi chia tay nó đó má. Trời ơi, cái gì mà chia tay? Má, nhưng mà trước khi ra đi con có thể đem theo một vật làm kỷ niệm được không trời má? Trời ơi, cái gì vậy? Đem cái gì theo? Một vật này nó đã gắn liền với tuổi thơ của con. Hả? Từ nhỏ con đã leo trèo lên nó là niềm vui của con. Là cái gì vậy con? Cây vú sữa của nhà mình á, con đem theo được không má? Bà nội cha mày, tao đây mày không giữ, mày giữ cái vú sữa. Trời ơi, Lộc ơi. Mỗi lần con rối là con không biết gì hết á. Bây giờ sao? Khoan khoan má, con hết rối rồi. Hết rối phải không? Qua hỏi tí vợ con. Hả? Tí vợ con chắc chắn sẽ có cách mà giải quyết cái chuyện này. Tí vợ con mù lắm. Phải rồi. Dạ. Sáu Bảnh. Dạ. Sáu Bảnh nổi tiếng là mưu mô quỷ quyệt. Đúng rồi, chỉ có Sáu Bảnh mới là giúp mình được thôi. Đi liền đi má. Đi lẹ đi lẹ đi con. Trước đây tôi thấy con Chanh tiếp cận với bà là tôi đã thấy có cái thành ý tốt rồi à, mà tôi thấy nó cái mặt nó nghe, nó có cái gì đó gian gian tham tham, mà nói bà đâu có chịu nghe. Thì là tại ông thầy, ông phán cho tôi một câu là tuổi của tôi với tuổi của nó hợp với nhau, làm ăn thì ngon lành lắm, may mắn lắm, cho nên tôi tin. Tôi đâu có ngờ, ai biết đâu cái tâm của nó gian tà dữ vậy không biết. Giờ cuốn sổ nó nằm trong tay tụi cho vay nặng lãi, mình tính sao đi tiếp? Giờ sao đây? Thì bây giờ chỉ biết nhờ chính quyền vô cuộc thôi chứ giờ sao vợ? Đó, bây giờ là bà yên tâm rồi hen. Mình bây giờ mình báo cho cơ quan chính quyền người ta vô cuộc như vậy á là tụi nó không có dám mần gì nữa đâu. Vậy ổn không anh Sáu? Yên tâm đi, mọi chuyện sẽ ổn mà, tôi còn muốn chính quyền vô cuộc mà. Mày yên tâm đi, con nghĩ ổn má ơi. Như vậy là con mừng quá, cây vú sữa con sẽ được giữ lại rồi, không bị mất. Yên tâm con, cây vú sữa, nó sợ mất cây vú sữa hồi trẻ thơ của nó. Cái nhà không sợ mất, sợ mất cây vú sữa. Thằng này bởi vậy? Tuổi thơ của con mà. Thôi đi về. Thôi về con. Nè, đừng nói tôi là đang suy nghĩ cái chuyện cái xưởng bên nhà Sáu Bảnh nha. Nghe nói là con Tùy An á, nó gặp cái chuyện cái xưởng của nó khó khăn dữ lắm. Nghe nói á, là anh Sáu anh mới cầm cố giấy tờ nhà cửa của ảnh để anh giúp cho nó. Vừa rồi nè, tôi tính lấy cuốn sổ đỏ của tôi á, để mà tôi cầm ngân hàng, để mà tôi giúp cho gia đình của anh Sáu. Nhưng mà không ngờ phát hiện bị mất. Cái tụi mà cho vay tiền nóng nó lại đòi. Nó đang giữ cái sổ đỏ của tôi. Đúng là xui xẻo gì đâu. Nhưng mà tôi cũng cố gắng. Tôi gom hết số tiền để mà tôi giúp cho anh Sáu Bảnh. Thôi, nói chứ chị có tấm lòng vậy là tốt quá rồi. Thôi, có nhiêu giúp nhiêu chị ơi. Tôi cũng vậy nè. Tôi cũng ráng tôi gom coi được nhiêu. Rồi tôi cũng góp tôi giúp cho ảnh. Chị đừng có nghĩ chị cho sâu xa. Giống như bây giờ mình giúp cho con cháu mình thôi. Ví dụ như Xuân là con dâu của chị giúp cho nó. Còn tôi á, tôi giúp cho con An. Nói gì nói con An cũng dâu tương lai của tôi đúng không nè. Thì của anh muốn giúp kiểu nào cũng được. Anh muốn đưa trực tiếp hay là anh qua cái này qua cái kia gì cũng được hết trơn. Còn tôi á, thì tôi không có đưa trực tiếp đâu rồi nha. Tôi chỉ đưa qua tay thằng Lộc. Coi như là phần đó nó giúp cho vợ nó, chứ không phải tôi à. Mà sao không đưa trực tiếp cho Sáu vậy? Sao? Hối hoài anh kìa. Mắc cỡ nữa trời. Ê, mới mốt bài ổng hưởng từng trăng mật ở đâu chỉ tôi thêm. Ê, quên. Quỷ già. Thôi về. Đây, anh cứ nhận giúp tôi. Đến lượt chị. Này chị.
Dạ, chị ký vô đây giùm em. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Đến anh. 5, 6, 7. Dạ, của anh đây. Anh đếm rồi ký vô đây giùm em nha. Cảm ơn dạ, cô. Dạ, cảm ơn anh. Cuối cùng rồi cũng xong. Cảm ơn anh nhiều lắm. Không nhờ có anh giúp em một phần, chắc là em đắm đuối luôn á. Đâu phải chỉ có mình anh, còn có bác Sáu, gia đình của anh Khang, rồi anh Lộc nữa. Dạ. Nói thiệt chứ hai chị em cũng có phước gặp được quý nhân giúp đỡ ngay lúc khó khăn như vậy. Em cũng thấy vậy. Quý nhân đó không ở đâu xa, ngay trước mặt em luôn đó. Anh. Anh, ở trên công an á, họ đang điều tra chúng ta đó. Họ đã gửi giấy báo cho tôi đó, kêu tôi lên trển để lấy lời khai. Vậy cô có đi không? Trời ơi, tôi lên trển cho người ta còng đầu tôi luôn hay chi? Vậy sao đây ca? Họ cũng kêu tao lên, nhưng mà tao không có lên. Bây giờ mình bị động rồi, mình phải trốn thôi. Nhưng mà mình trốn đâu bây giờ? Mình đi là mình còn phải có nhiều tiền đó. Vậy tính sao? Bây giờ mà muốn có tiền phải đi tìm con Liễu, làm tiền đó, hiểu chưa? Đi. Đi. Mới qua hả? Trời ơi, gì vậy ngồi mà sao thấy thảm vậy? Thôi, tụi anh lâu quá không đánh cờ, làm gián đi ha, cho vui. Thôi, anh rủ một thang với Nam chơi đi, tôi không đánh. Sao vậy trời ơi, anh làm cái gì vậy? Bây giờ nè, nếu mình trốn tránh á, ha, mà làm cho anh vui á, thì nên trốn tránh. Còn nếu mà trốn tránh á, mà làm mình không vui thì thôi mình đối diện một lần thử coi sao. Đối diện sự thật đi. Anh tưởng đối diện dễ lắm hả? Bây giờ con cái nó đã không thích rồi, tôi phải hy sinh tình cảm riêng tư của mình để giữ cái tình cảm với cái hạnh phúc của con mình chứ. Anh mắc cười quá à. Tôi thiệt anh á, làm mắc cười thiệt. Bây giờ anh nói nè, anh hy sinh cái tình cảm của anh để cho con anh vui, con cái nó vui, gia đình anh nó vui, thấy không? Rồi anh đoạn tuyệt với lại chị Tám, anh dứt khoát với chị luôn. Rồi cuối cùng nè, gia đình anh có vui không? Có được vui được miếng nào đâu. Anh thấy không? Thấy lúc nào anh cũng âu sầu vậy, có vui được gì đâu. Tôi thấy còn sầu hơn nữa. Thấy gì thôi, bây giờ anh đã sống gì cho con nó nhiều quá rồi, sống cho mình đi anh ơi. Nói thì dễ lắm, nhưng mà làm nó mới khó. Nếu mà tôi vì tôi á, rồi con cái tôi hạnh phúc của nó như thế nào đây? Rồi cha con tôi nè, à, phải đối mặt với nhau ra làm sao đây? Khó lắm anh. Khuyên cái gì anh cũng bác nữa. Rồi thôi được rồi, anh cứ ngồi nè, anh âu sầu, anh ủ rũ gì đó đi nghe. Tôi thiệt anh đó, mỗi lần mà tôi qua đây tôi thấy anh vậy là tôi tức, tôi chịu không nổi. Thôi tôi về. Thôi quá đi, nói hoài không chịu nghe. Qua đây nhìn thấy bác Tám mày vậy đó, mày thấy thê thảm không? Rầu quá thôi anh chị, sao tính đi chứ, tôi thấy về anh chị về tôi thấy tôi rầu quá mà ơi. Thì tại vì thời tiết thay đổi thất thường cho nên vô tình cùng bệnh một lúc chứ. Có phải vì tình ý gì đâu mà anh nói cái kiểu vậy? Không, nó cũng có cái thần giao cách cảm gì đó chứ không ai bệnh một lúc gì hết, nằm ú rửa gì hết thôi. Thực ra con thấy bác Tám với lại tía của tụi con sao mà trắc trở quá. Bên kia tía tụi con cũng nằm một đống luôn á. Đó, tình yêu nó phải vậy mày ơi. Dạ, bác Năm mới qua chơi. Dạ chị. À, Sơn. Ấy vậy con ơi. Thôi mày, tụi bay đừng có cản nữa bay. Cản chi nữa, thôi để cho má chồng bay với tía bay tiến tới nhau đi. Thôi hâm lại cái tình xưa nghĩa cũ đi. Bác Năm, thôi mà con nói không được là không được mà, chuyện này đừng có nói nữa mà. Hai, em nói thiệt nha, hai về nhà thử coi.
tía của mình á, không có ăn uống gì hết trơn à. Người tía thì gầy như con khô rồi, bây giờ chuyện còn dày nữa. Hai về hai thấy không sót thì thôi luôn á. Vài bữa nữa bà về đó, bà lấy cây bà dít ổng lên này nè. Dít lên nè chứ khỏi cần đụng tới cái tay. Bác Năm nói gì kỳ cục quá. Vậy nhưng mà em thấy cái chuyện tình cảm của bác Tám với lại bác Sáu thì cả sớm đều biết rồi. Bây giờ mình có khó khăn làm cái gì? Để cho hai bác đến với nhau đi, có sao đâu. Tôi đã nói không được là không được. Thà là hai gia đình không có quan hệ gì với nhau đi. Còn đằng này hai bên là xui gia với nhau mà. Mọi người đừng có nói nữa đi, có được không? Giờ muốn vậy chứ gì? Rồi, trừ khi con với anh Lộc ly dị đi, mọi người muốn gì thì muốn. Trời hai. Ừ, thôi vậy mày ly dị đi cho ổng bà tới tới nhau đi. Ờ, cái gì bác Năm á? Làm cái gì gọn gì chứ? Trời bác Năm, tự nhiên cái bác châm dầu vào lửa vậy? Tụi con vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm, tự nhiên bây giờ nói ly dị là ly dị à? Nói vậy mà nói được á? Thôi, mọi chuyện đều kết thúc tại đây đi. Má, má ráng để gần miếng cháo rồi uống thuốc đi má. Đừng có lo cho má. Má, má đi đâu vậy? Ăn cháo không nổi, uống sữa không? Uống sữa không? Ê. Má. Má. Má ăn miếng đi, má đừng có làm vậy, giống con nít giận dỗi quá à. Má làm vậy á, con cũng đâu có chấp nhận được cái chuyện má với tía con được đâu. Bởi vì tôi không muốn làm phiền cô, thấy không? Tôi muốn đi vô trong phòng của tôi, được chưa? Má, để cô đưa má vô. Hai à, hai cố chấp vừa thôi. Vậy đi, mày cho hai người vậy đi. Đã nói không có được mà. Thôi, trời giờ. Ơi, đừng có nói nữa được không? Không có chấp nhận câu chuyện của người ta mà cứ nói hoài dạ. Luôn á. Sao? Làm ơn làm phước anh ngó ngàn cái coi chứ để. Bây giờ tôi nói chị Tám giờ bà kỳ lắm. Bệnh hoạn vậy đó mà giờ nằm trong phòng vậy đó. Thuốc men ăn uống rồi cứ để ngoài cửa rồi. Khi nào á bà tiện thì bà ra bà lấy, còn không thôi không ai đưa vô được hết á. Ủa thì cái chuyện của bà mất, bà tự lo chứ mắc mới ông nói tôi. Trời ơi, tôi nói thiệt anh, bây giờ ai cũng nhắc cái chuyện của anh với bà. Tôi cũng nhớ lại cái chuyện ngày xưa này. Hồi xưa hai người sao? Anh với bà làm sao? Trời ơi, nó đẹp. Thôi, hai người quen nhau, nó tình tứ, nó dễ thương, nó đẹp. Chuyện tình nó như trong mơ vậy đó. Tôi nói thiệt á, làm sao? Bây giờ vậy nè, ngày xưa bây giờ khác nha. Tôi nói thiệt anh nha. Anh mà ngó lơ bà nữa là bây giờ tôi vô á, tôi cua bà cho bằng được đó. Cái gì? Hồi xưa tôi có tình cảm bà mà, bà cũng có tình cảm nhỏ nhỏ với tôi. Nhưng tại vì cái núi ông lớn quá thôi. Ông vô duyên cũng vô duyên vừa. Hồi xưa thời còn trẻ trâu còn giành nhau được thì tự nhiên bây giờ già hết rồi tự nhiên nhảy vô giành giật. Không sợ thiên hạ người ta cười. Không phải giành, tại vì anh trời anh buông rồi tôi lụm. Chỉ thôi anh buông, anh không chịu rồi tôi lụm mà. Đó không? Ông trẻ trâu, trẻ già, trẻ gì hết á. Tôi thích, anh bỏ là tôi lụm. Ít ra tôi cũng đeo đuổi được cái tình cảm của tôi, cái tình thương của tôi, từ đó tôi đối xử với bà. Bây giờ quá rồi, bây giờ thoải mái rồi. Đó, giờ lớn tuổi rồi, tôi sẽ bắt ngồi á, tôi sẽ kéo nó về. Bây giờ phía tôi, lúc đó anh đừng có ghen, anh đừng có tức vậy nha, tôi nói thiệt nha. Anh nó đói hoài với người ta đâu mà anh giờ anh bắt ngồi trẻ trâu với tôi. Đừng làm ba cái chuyện vô duyên đó. Không phải là vô duyên, tại vì anh buông tôi lụm, vậy thôi. Ai buông người nào mà lụm? Không buông sao, hôm qua nói chuyện, ta bệnh quản thông ta cái. Thôi nói chung là mệt đi, chuyện đó là chuyện của tôi. Rồi, anh nói vậy thôi ha. Mai mốt tôi với bà con có tới tiến tới hôn nhân gì đó, tụi tôi làm cái nhỏ nhỏ, tiệc nhỏ nhỏ, nhớ nha. Nhớ anh phải đi đó nha. Ờ trời ơi, trời, thử coi nè, tôi nói bỏ là tôi lụm, bỏ uống, trời ơi. Dễ ăn với tao quá. Thầy tôi thì tôi cũng muốn là cho thằng cha Sáu Bảnh á, thằng cha quay lại với bà Tám. Ngày xưa hai người có quen, còn tôi á thì cũng có, nhưng mà tôi là cái dạng mà tình yêu mà học trò mà trẻ trâu thôi, nhất thời lắm, đâu bao giờ để gì khắc cốt ghi tâm gì trong người đâu, cho nên nhiều khi á người ta hiểu lầm tôi nói thiệt, trái tim tôi này chỉ có mình Thu thôi. Mà giờ Thu cũng thờ ơ, cũng không muốn thì thôi. Năm Tỏ, Quýt
comment. I like. Lại là cái tụi thằng Tín thằng Phú hả? Dạ, đúng thằng bác Sáu, là tụi nó đó. Cái này á, phải để công an công đầu tụi nó mới biết sợ. Dạ, con nghe đâu á là tụi nó đang bị công an truy nã vì những tội mà tụi nó đã gây ra trước nay đó Tiết. Dạ, con chào bác Sáu. Chào anh. Em muốn nói chuyện với An chút. Dạ, cảm ơn bác. Chào chị. An đỡ chưa? Tôi ổn rồi, chỉ bị chấn thương nhẹ thôi à. Có ít trái cây gửi cho An nè. Được rồi, có gì đâu mà chị phải chu đáo như vậy. Thật sự thì cảm ơn An rất là nhiều vì đã cứu tôi. Tại tôi mà làm cho An bị thương như vậy. Có gì đâu, chị đừng suy nghĩ nhiều. Đi đường á, thấy chuyện bất bình, tôi thường hay can thiệp lắm. Bị như vậy là chuyện bình thường mà. Xin lỗi An nha, đừng giận tôi nha. Thiệt sự là trước giờ tôi có lỗi với An nhiều lắm. Không có gì đâu. Nè, gọt cẩn thận, đứt tay bây giờ đó. Ăn ngon không? Ngon, nhưng mà thấy anh nhìn miệng á, không có ngon chút xíu nào hết á. Trái cây nhà trồng đó. Ăn đi, chứ nhìn Thu hoài, Thu ngại muốn chết à. Thu cứ ăn đi, Thu mà ngon miệng á là tôi vui à. Nè. Hả? Không, cái gì nè, dính đây nè. Muối, miếng muối. Dì Thu. Con. Dì Thu cứ việc ăn đi. Tại vì tính tới con ngộ lắm. Ông chỉ cần nhìn dì Thu thôi là có thể nhịn ăn từ sáng tới chiều luôn. Nói gì vậy? No. Hả? Con biết con nói vậy là con nói đúng không? Đúng rồi. Sao hôm nay không ra vườn rau? Con ra vườn rau không chị? Đi đi, ra vườn rau coi mình đi. Hiểu không? Dạ. Thôi dì Thu con đi nghe. Tí con đi à. Đi đi con. Chúc tí vui vẻ nghe. Chúc dì Thu hạnh phúc nha. Quỷ sứ nó phá hai đứa mình. Thôi kệ nó, con cái chứ vậy chứ nói nào ngay. Hai đứa giờ nó cũng lớn mà nó cũng thấy nè, nó cũng tốt. Vậy được, mừng rồi. Nè. Chừng nào Thu về Mỹ? Làm sao biết được. Khi nào mà công an tìm được giấy tờ tiền bạc thì lúc đó tôi mới về. Mà không biết khi nào tìm được. Phải nói là trong cây rủi nó có cây may. No. Toản sai rồi. Mất hết tất cả toàn bộ giấy tờ tiền bạc mà nói là may đó hả? Cái may ở đây là gì nè? Cái may á là nếu như mà không mất giấy tờ thì Thu đâu có về đây. Mà Thu đã không về đây thì đâu gặp được Sáu Bảnh. Không gặp được Tám Điệu mà cũng không gặp được Năm Toản nữa. Nhưng mà hả? Nhiều khi ở nhà của anh Sáu Bảnh á, Thu cũng bực mình lắm. Ổng làm cho Thu hả bực tức nhiều chuyện lắm á. Thôi được rồi, Sáu Bảnh có làm gì á để Năm Toản bù đắp vô cho. Bù đắp? Bằng cách nào? Có cách thôi. Có mới nói nghe. Chứa đó, Năm Toản nói là làm. Ăn nữa không? Nữa chứ. Giọt nha. Ok. Anh Nam. Ủa, cô tới đây làm gì? Em muốn gặp Thùy An. Thôi có gì á, cứ nói với tôi đi. An mới vừa xuất viện, không được khỏe. Nhưng mà em có chuyện muốn gặp. Không sao đâu. An, chị Liễu. Chị khỏe chưa mà qua thăm tôi vậy? Chị không sao, em khỏe rồi hả? Có chuyện gì không chị? Chị muốn xin lỗi em và xin lỗi anh Nam vì những chuyện mà chị đã gây ra. Tới bây giờ thì chị đã hiểu tại sao mà anh Nam không chọn chị mà lại chọn em. Bởi vì chị là người không xứng đáng. Thực ra là anh Nam chỉ coi tôi giống như là em gái thôi à. Chị đừng có hiểu lầm. Tôi nghĩ là vì chị quá yêu nên mới mù quáng ghen tuông vậy thôi. Không đâu, chị là phụ nữ cho nên chị cảm nhận được tình cảm của anh Nam. Em nghĩ quá nhiều rồi. Anh còn hàn gắn tình cảm cho An và Khang nữa.
Anh chỉ coi Thùy An như là em gái thôi. Nếu vậy thì tại sao 5 lần 7 lượt anh muốn né tránh em? Tại vì em thay đổi quá nhiều. Em không còn giống như em lúc mà anh đã từng yêu. Xin lỗi mọi người. Có lẽ là những gì mà em làm khiến cho mọi người không thể nào tha thứ cho em được. Nhưng mà thực sự thì trước đây là do chị mù quáng trong tình yêu, làm mờ cả lý trí luôn. Mọi người đừng có giận và bỏ qua hết đi nha. Thực ra nếu mà nói không giận chị là tôi nói dối. Nhưng chị đã cất công qua đây và biết sai. Với lại dù gì chị cũng đã nói lời xin lỗi, thì coi như mọi chuyện xí xóa hết nha. Mong rằng sau này chị không tái phạm nữa. Nói như vậy là em chịu tha lỗi cho chị rồi hả? Ừ. Cảm ơn An rất nhiều. Thật không ngờ là An lại rộng lượng như vậy. Lần này chị sẽ phối hợp với chính quyền để mà đưa bọn Chanh, Tính và Phú ra pháp luật. Thôi nếu được như vậy thì quá vui. Chúng ta mãi là những người bạn tốt nha. Thực ra theo ý kiến của em, có thể nào còn duyên còn nợ anh chị quay lại với nhau được không? Chị An ơi, chị An. Hả? Em có cái này muốn gửi cho chị Xuân á. Mà sao hôm nay chị Xuân không đi làm vậy? À, chị Xuân có việc đột xuất á. Chắc là ngày mai chị đi làm lại. Mà em gửi cái gì vậy? Để chị đưa giùm cho. Dạ thôi, em muốn tự tay gửi cho chị Xuân ạ. Chị cảm ơn. Chắc ngày mai chị đi làm lại đó. Dạ, cảm ơn chị. Em chào anh. Sao hôm nay Xuân không đi làm? Sáng chị điện thoại cho em nói là chị mệt trong người. Chắc là chị không sao đâu, ngày mai chị đi làm lại mà. À, mà anh nói là hôm nay sẽ có khách hàng đến làm việc đúng không? Anh cũng đang chờ điện thoại đi. Thôi để mình chủ động mình gọi điện thoại luôn. Ừ. Dạ, alo. Dạ, khi nào anh tới à? Rồi, tôi tới rồi. Tôi tới rồi. À, dạ, dạ. Sao anh? Sắp tới rồi. Thực sự cũng may là có anh tìm được khách hàng mới. Coi như lần này mình đã cứu được cái số hàng vừa rồi. Chứ nếu không là em chết chắc luôn á. Kìa, tới rồi. Dạ, chào anh ạ. Chào cô cậu. Tôi đến đây để xem mẫu mã sản phẩm của xưởng mình. Dạ được, xin mời anh. Mình có mẫu mới không? Dạ, đây là mẫu mới nhất. Mẫu thiết kế bên em vừa mới thành phẩm. Anh xem thử đi. Dạ thì đó, thì tùy anh muốn kết hợp mẫu thiết kế này với cái giỏ nào cũng có thể được hết á. Tùy theo ý muốn của bên anh. Anh thấy sao ạ? Về mẫu mã thì cũng tương đối. Dạ. Nhưng mà so với cái giá mà cậu chào với tôi thì hơi cao. Dạ, nếu như mà anh thực sự có thiện chí á, thì bên xưởng của chúng tôi có thể giảm giá cho anh. Tôi nói thẳng nha. Dạ. Tôi chỉ có thể mua được nếu cô với cậu giảm 30% so với giá ban đầu. Vậy thì cô cậu cứ bàn bạc đi. Nếu mà đồng ý thì gọi điện cho tôi. Dạ, cảm ơn. Dạ rồi, cảm ơn anh. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn cô cậu. Chào anh. Chào. Cái gì vậy? Giảm 30%? Trời ơi, cái đó làm sao mà mình đủ tiền để trả cho nhân công đây? Chứ đừng nói là xuất hàng cho công ty bên ổng. Thôi, để mình tìm cách khác vậy. Ủa, vậy là cái tiền mà thằng Khang với thằng Lộc mà đem qua cho con An mượn đó là tiền của Năm Toản với lại 8 Điệu hả? Ủa, vậy chứ anh nghĩ là tiền của tụi nhỏ hả? Tụi nó làm gì có tiền? Tiền của anh Năm Toản với chị Tám đó. Sao tôi ngu dữ vậy trời, tôi không nghĩ ra cái chuyện đó luôn á. Ủa? Dạ, dạ. Chào anh Sáu. Dạ. Chào anh Sáu. Dạ, chào anh Sáu. Dạ. Ôi cha,
Hai người tới cùng một lượt hay là rủ nhau tới vậy? Tôi rủ chị qua thăm anh Sáu. Với lại chị Tám chị có đem cái miếng khô này nè. Dạ. Khô này anh thích nè, ba anh ăn đó. Dạ. Sao không để hai người ăn luôn đi? Cười gì cười, nói gì vui đâu cười. Money. Thank you, Money. Thôi thì vừa rồi tôi cũng nghe nói là cái tiền mà thằng Khang với thằng Lộc mà đem qua đây là tiền của hai ông bà. Tôi thay mặt con An cảm ơn. Thôi mà, ơn nghĩa cái gì. Dù sao đi nữa, thấy không? Tụi nhỏ nó cũng là con cháu của mình. Với lại tôi với lại anh Sáu với lại chị Tám là cũng là bạn từ xưa tới giờ, cũng chồm sớm láng giềng. Yeah. Và sắp tới tôi có làm xu gia với anh Sáu nữa, cho nên cái chuyện là mình giúp đỡ nhau là chuyện nó bình thường thôi anh Sáu. Đừng nghĩ, đừng ngại gì hết nghe. Nè, cái thái độ mà thấy hai người vô ngồi chung như vậy đó, mà thân mật mà cười, đó đó đó, vậy đó. Hiểu lầm phải không? Nghĩ là hai người này có tình ý với nhau chứ gì, đúng không? Tôi nghĩ vậy đó rồi sao? Thiệt không? Thôi nói chơi vậy. Tôi chị Tám không có gì đâu Sáu ơi. Chẳng qua tôi làm vậy á, tôi khịa khịa cái vụ tình cảm vậy để chi? Tôi khơi vậy cái tình cảm trong lòng của anh đã dành chị Tám từ đó tới giờ. Thôi mắc cỡ gì nữa, già lớn rồi, hai thứ tóc rồi, mắc cỡ gì nữa. Cứ có gì cứ nói thiệt ra đi ông ơi. Mình thương mà mình còn nhớ mình nói gì, đừng mắc cỡ gì ông ơi. Nói gì đi. Đó, sao? Ý bà làm sao? Hả? Tôi thì... Sao? Nói thẳng. Trải qua bao nhiêu chuyện vừa rồi, lòng tôi không nghĩ đến... Tôi mong là anh hãy suy nghĩ lại. Bởi vì anh giảm 30% thực sự là rất tội cho các công nhân. Anh thấy đó, tất cả các sản phẩm đều làm bằng tay hết. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu mồ hôi, rất là tội cho chủ xưởng. Tôi hy vọng là anh có thể giúp tôi. Mình giảm ở cái mức nhẹ hơn nữa được không ạ? Tôi đang băn khoăn nè. Cô là gì với cái xưởng bên đó? Thực sự thì tôi không là gì hết. Nhưng những người đó là những người tốt, là những người rất tốt. Nhờ họ mà bà con ở đây có công ăn việc làm. Nên tôi hy vọng là anh cũng sẽ có một điều gì đó giúp cho họ. Tôi cũng rất cảm kích về tình cảm của cô dành cho xưởng và bà con nơi đây. Dạ. Vậy thì tôi sẽ giảm còn 15%. Cô thấy sao hả? Thực sự thì... anh giảm 15% thì tôi rất là vui rồi. Nhưng nếu như mà anh có thể giảm thêm một chút xíu nữa, tôi sẽ càng cảm kích anh hơn. Thôi 10%. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Như vậy thì tất cả các công nhân ở đó ổn định cuộc sống hết. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Đúng ra là tôi sẽ chốt là 10%. Dạ. Nhưng tôi cảm kích thái độ của cô dành cho bà con ở đây và bạn bè bên xưởng. Tôi quyết định giảm 5% nữa. Tôi cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn cô. Anh. Chào anh. Tính tiền đi chị ơi. Dạ. Cảm ơn ạ. Ủa anh Nam, anh đi uống nước hả? Cô ngồi đi. Không ngờ gặp anh ở đây. Có phải chính cô làm chuyện đó không? Anh nói gì vậy? Em không hiểu gì hết. Chuyện gì? Cô đừng có giả bộ ngây thơ vô tội nữa. Có phải chính cô đã mua chuộc ông Khanh để kêu ông ta từ chối mua hàng ở xưởng mỹ nghệ không? Tôi cứ tưởng đâu cô đã ăn năn hối hận, hối lỗi. Nhưng không ngờ con người cô đúng là hết thuốc chữa rồi. Đúng á, là em có quen ông Khanh, nhưng mà em không hề dính dáng gì tới chuyện của xưởng mỹ nghệ cả. Anh phải tin em chứ. Tôi cứ tưởng đâu chúng ta có thể làm bạn với nhau, nhưng thật ra tôi đã lầm. Anh Bảo Nam, em đã nói là em không làm thật mà, tại sao không tin em chứ? Em không ngờ
là anh có những sáng kiến táo bạo thiệt. Vì muốn tác hợp cho anh Sáu với chị Tám yêu nhau lại bằng cách là anh lại suy nghĩ ra là mình chấp nhận làm kẻ thứ ba để cho anh Sáu á nghi quan và hiểu lầm anh. Mà thật sự là em cũng hiểu lầm anh đó. Lúc đầu á là em nghĩ là anh thích chị Tám thiệt, mà ai đời người ta đã thích nhau rồi chen chân làm cái gì, chứ đâu có biết đó là cái cách anh muốn cho hai người đó tái hợp lại với nhau. Lúc đầu á gặp Thu á tôi có cảm tình, nhưng mà tôi ngại cha Sáu Bảnh. Thôi bây giờ coi như là làm quà được chứ Sáu Bảnh rồi. Đó là tôi vui lắm, nhưng mà còn rắc rối còn cha Bảy nữa. Anh Bảy sao? Thì cái vụ mà đặt tên cháu ngoại cháu nội rồi đó, tôi với ổng cứ tranh qua tranh lại rồi gây gỗ với nhau. Với lại tình cờ tôi thấy ổng chở con bé kia, tôi là hiểu lầm, đâu có ngờ con bé đó là cháu ruột của ảnh. Tôi lại đi nói với chị là tôi nói ảnh có bồ nhí, cho nên là vô tình cái mình làm cho gia đình ta lục đục vậy. Tôi áy náy quá trời luôn. Mà không ngờ là anh nhiều chuyện quá, đàn ông mình nhiều chuyện quá, bởi vậy anh Bảy giận anh là phải rồi. Nhưng mà không sao, bây giờ anh cứ gặp anh Bảy đi, rồi giải thích rõ ràng cho anh Bảy hiểu là xong chứ gì. Thì đó, mỗi lần là muốn cũng giải thích cho anh hiểu lắm. Tôi biết là tôi sai rồi, nhưng mà qua nhà anh á, định nói chuyện đó là ổng đuổi tôi về, rồi ổng gây gỗ tôi, ổng đuổi tôi về. Cho nên chưa có cơ hội nào để nói chuyện với anh cho nên anh hiểu. Thì tôi nghĩ chắc chắn trước sau gì phải kiếm một cơ hội nào đó để nói chuyện với anh Bảy. Vậy đi ha. Thì đó là anh xui, anh cũng muốn tốt với gia đình của mình, chứ anh không hề có ý xấu. Vậy mà mình hiểu lầm anh, mình thiệt bậy quá. Chắc là mình phải qua nhà anh gặp anh xin lỗi mới được. Thưa tía, con mới về. Ừ. Sao tự nhiên tía nằm đây vậy tía? Rồi con Út đâu? Tao bị cảm cảm mấy bữa nay mà. Ủa vậy hả tía? Gì? Rồi con Út đâu, nó không có nhà hả tía? Đi hết trơn rồi, có ai nhà đâu. Dạ. Ủa tía, tía sao vậy? Tía thấy trong người sao rồi hả? Trời đất ơi, sao mà người tía rồi trán nóng quá vậy nè, tía bị sốt rồi đó. Tía uống thuốc chưa? Không có sao đâu mà. Tía, sáng giờ tía có ăn gì chưa? Ui, ăn uống gì bay lo gì, bay cứ lo công chuyện đi. Không được đâu, con chạy xuống dưới con nấu cháo rồi pha sữa cho tía nha. Thôi khỏi. Mà sáng giờ bệnh vậy rồi tía uống viên thuốc nào chưa vậy? Chưa. Thiệt tình luôn á, con Út cũng không có nhà nữa. Rồi ở trong nhà còn ai không tía? Không có gì Thu luôn á hả? Tía, tía ngồi chờ con chút nha. Con chạy đi mua đồ ăn, rồi con mua thuốc cho tía liền. Nha tía, tía đợi con nha. Nó là con tôi đó, đẻ ra hai đứa, kêu đi hết rồi nó còn hỏi ở trong nhà này có ai không. Còn con chó ở trong đó với tao đó chứ ai. Oh my god, được rồi hả? Ok ok, thank you, bye. Ai gọi vậy? Công an thành phố. Họ gọi họ báo cho Thu biết là họ đã tìm được giấy tờ tùy thân của Thu rồi. Như vậy là chuyến du lịch về vùng quê của Thu sắp sửa kết thúc. Thu phải về nước lại rồi. Nếu bỏ luôn giấy tờ, mình không về được không? Cái gì? Ở lại đây hả? No. Tự nhiên Thu là một người không giấy tờ hả? Nếu mà muốn ở lại đây á, khi nào mà có người nào mà đứng ra bảo lãnh cho Thu nhập khẩu vô thì Thu mới ở lại được chứ. Đây, tấm lòng của Năm Toản này và trái tim của Năm Toản này, được chưa? Dù cứ nói miệng như vậy ai mà tin, phải có gì chứng minh để cho người ta tin tưởng rồi người ta mới ở lại được chứ. Quỷ hả? Quỷ gì? Nè, chịu về chung với anh một nhà nha. Yes. Có chân đụng kìa. Kệ đó, cho nó đụng như đâu đụng đi, không sao đâu. Về luôn. Từ từ nha.
Nếu như con Út đi lấy chồng, nhà cũng còn con mình tí à. Lúc đó tí cũng giống như chú bác này, lủi thủi con mình ơn à. Nếu sống một mình rồi những lúc đau bệnh không có ai chăm sóc, lúc đó tí sẽ cảm thấy tủi thân và cô đơn biết bao nhiêu. Phải chăng mình đã quá ích kỷ khi ngăn cản tí và má chồng mình? Tía. Cái gì đó? Con mua thuốc, con mua sữa gì cho tía nè. Ê, hồi nãy tía có nấu nồi lá xong, tía xong rồi. Thế cũng đỡ đỡ rồi, mát rồi. Thiệt tình luôn á, bệnh hoạn mà nhà không có ai lo cho tía hết. Chán ghê luôn vậy đó. Tía, con thấy hổng ấy, tía kiếm người bạn đời chăm sóc cho tía đi. Về già còn hủ hỉ, chứ sau này còn có mình tía. Bệnh hoạn á, không có ai lo. Ôi, mày nghĩ tới ba cái chuyện đó làm gì? Cuộc đời tao sống mình quen rồi, đừng có lo cho tía. Thôi mà tía, con nói thiệt á. Xảy ra ha? Uống nha, uống một ly trà hết một ly luôn anh. Anh kêu tôi uống nguyên bình tôi cũng uống, uống hồi gì một ly. Trời vậy nha, mình cũng dạ. Tôi chuyển tiền cho cô cậu rồi đó. Dạ rồi, em nhận được rồi, cảm ơn anh. Mình ký hợp đồng nha. Dạ, nhờ anh ký vô đây. Dạ. Dạ, anh cứ giữ đi. Dạ, còn một bản nữa. Dạ, cảm ơn anh. Cô cậu có được người bạn tốt như cô Thúy Liễu quả là điều may mắn. Thúy Liễu là sao? À, chính cô Thúy Liễu đã thuyết phục tôi hợp tác với cô cậu. Và thậm chí cô ấy còn nhờ đến người thân để thuyết phục tôi. Thôi tôi xin phép nha. Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Dạ, chào anh. Chị Liễu. Ủa sao chị làm như vậy? Chuyến này thì mình đã nợ cô ấy một lời cảm ơn rồi. Anh nợ cô ấy cả một lời xin lỗi. Dì con, dì nữa đây. Con pha trà cho má uống nè má. Ừ, má cảm ơn con. Con mời má. Gì vậy, dì đứng kỳ kỳ vậy? Có chừng hồi nữa nó nổi gân đỏ lên hết bây giờ à. Má cho con, cho con xin lỗi chuyện con cản trở tình cảm của má với tía con được không má? Không sao đâu con. Má bây giờ má không còn nghĩ tới cái chuyện tình cảm riêng tư nữa đâu. Con đừng có lo. Nếu như trước đây mình không tìm mọi cách ngăn cản tình cảm của tía và má, thì có thể bây giờ họ đã thành đôi. Bây giờ mình phải làm sao để chuộc lỗi bây giờ? Anh Nam uống nước đi. Cảm ơn em. Anh qua đây là muốn xin lỗi em về chuyện lần trước. Đã hiểu lầm nên trách lầm em. Thực sự thì em làm như vậy là muốn chuộc lại tội lỗi mà trước đây em gây ra cho anh và Thùy An. Anh Nam à, nếu như mà sau này có thêm vài khách hàng nữa thì xưởng của An có cung cấp được không? Em nói vậy là em có khách hàng giới thiệu cho bên anh sao? Ừ, em cũng giới thiệu họ với lại xưởng của An. Và có thể là nay mai họ sẽ gọi. Nhưng mà khách hàng này thì họ hơi khó tính.
Có điều họ nhập số lượng hàng rất là lớn. Nếu như mà được á, thì sau này công việc sợ là không làm hết đâu. Được như vậy thì quá tốt rồi. Cảm ơn em. Anh Nam nè, sau cái ngày đám cưới của Minh Khang và Thùy An, chú Năm với lại dì Thu, em sẽ quay trở về Mỹ. Em hy vọng là chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau nha. Tất nhiên rồi. Thật sự thì em cũng nhận ra được một điều, tình cảm thì không thể nào miễn cưỡng. Bây giờ em sẽ phối hợp với công an để điều tra những hành vi sai trái của bọn Chanh, Tính và Phú. Thực sự là những hành vi sai trái của em trước đây em thấy rất là tội lỗi, nhưng mà may là cũng không gây ra hậu quả quá nghiêm trọng. Chứ không thì bây giờ em sẽ... Quan trọng là em có thái độ ăn năn hối lỗi, biết phục thiện, như vậy là tốt. Họ đúng là người tốt. Anh trả tiền lại cho tôi. Anh trả tiền lại cho tôi. Anh Cương, anh vừa phải thôi chứ. Anh suốt ngày anh không lo làm ăn, anh cờ bạc rượu chè, rồi anh hành hạ tôi. Anh lấy tiền của tôi, tiền của tôi để dành sinh con mà. Mày sống không nổi á thì cuốn gói về nhà tí má mày sống đi, tao không cần. Tôi lầm khi mà tôi lấy anh. Mày ngu thì mày ráng chịu. Thứ mày trai. Bây giờ vậy? Sao anh? Ba đứa mình chia ra ba ngã chạy đi. Không thôi chạy như vậy á, công an mà bắt được là bắt nguyên chùm luôn. Để đi. Thôi không được, em phải đi chung với anh chứ. Anh định bỏ em sao vậy? Bỏ cái gì? Trời ơi, bây giờ thì phải vậy đi. Rồi có gì gặp lại mày sau. Cái truyền thống là đám cưới phải có tàn, có lọng rồi này nọ nghe không? Cho nó đẹp. Đồng ý. Cái gì chứ truyền thống là phải giữ. Có đầy đủ. Rồi. Bây giờ cái điều kiện thứ hai là sau khi cưới xong á, là hai đứa nó về ở bên nhà tôi luôn. Thôi, cho nó về ở nhà tôi chứ. Nó phải về nhà chồng chứ. Không, nó phải tôi bắt rể mà. Ở tôi bắt dâu chứ. Tôi bắt rể để còn phòng để đi cho bà Thu ở nữa chứ. Không, nhà tôi rộng lắm, để tôi bắt dâu đi. Dạ, tụi con tính hết rồi. Đám cưới xong tụi con ra riêng. Dạ. Vậy đi, khỏi phải dành nữa, vậy cho công bằng. Vậy hả, vậy cũng được, cũng được. Nhưng mà con thấy bây giờ ba cái đám cưới mình đã chung một cá chục bình tráng luôn. Cảm ơn mọi người đã tác hợp tôi với anh Sáu. Nhưng mà tôi với ảnh á cũng đã nhận ra rằng là cái tuổi già cũng cần phải có người bầu bạn để mà chăm sóc lẫn nhau. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là hạnh phúc nhất á là được con cháu quây quần bên cạnh nè ha. Rồi đó là lo lắng cho nhau nè ha. Như vậy là cũng đủ vui rồi, đúng không? Ngoài ra chúng tôi cũng còn cái tình bạn bè với nhau nè, tình xu gia nè, rồi tình làng xóm nè. Như vậy á, thì nó cũng là đề quề, sống vui vẻ trọn vẹn rồi, để cho khoảng đời còn lại, đúng không? Tôi á, thì tôi cũng vậy, tôi cũng tính vậy đó. Tôi như chị hả? Tính vậy thì tôi về Mỹ lại à nghe. Đâu, tính vậy là tình cảm là của tôi với anh Sáu nè, với chị Tám là hồi xưa giờ là bạn bè như vậy. Còn đây là phải đặc biệt hơn, cái này tình cảm đặc biệt hơn chứ. Đây là khác. Cười chứ, cười. Tôi nói nghe, nói với hồi nãy giờ bao nhiêu cái ý mà tôi muốn nói với mọi người là bà nói hết rồi. Thì thôi thì tôi cũng chỉ mong muốn là mọi người vui vẻ, hòa thuận với nhau vậy là được rồi. Vậy được rồi, vậy không? Dạ sẵn đây, cả nhà đang có chuyện vui. Con cũng báo một chuyện vui cho cả nhà biết luôn. Chuyện gì vậy? Rồi chuyện có gì? Con trai phải không? Trời ơi, chưa có đi siêu âm mà con trai gì? Chuyện khác. Chưa nữa hả? Chuyện gì vậy con? Dạ thưa tía, thưa bác, thưa dì Thu, thưa má, công an đã vào cuộc điều tra rồi, và cuối cùng cũng bắt được bọn cho dai rồi. Bây giờ bắt Tính phải chịu trách nhiệm nữa. Gia đình con được trả lại sổ đỏ nữa. Vậy thì cuối cùng á, mọi chuyện cũng ổn thỏa. Dạ. Vậy là gia đình mình này là có cái niềm vui trọn vẹn rồi.
nói má nó nghe. A ha, a ha, a ha, nói ba nó nghe. A ha, a ha, a ha, cái chuyện nhà tôi xui da khát cấu, nồi cơm chưa nấu, bao giờ mới chín cơm. Cái chửi xui ơi, sớm bên họ nói cái bà xui ơi. Sáng chiều lành quanh chuyện mấy đứa nhỏ, nhưng không nói có con bò ăn có ngoài ao. Yên vui làng xóm cái mà cũng vui. Chị xui ơi, yên vui tụi nhỏ nó mà cũng vui. Ông xui à, tháng năm mưa dầm mưa cũng thấm đất, thông gia bền chắc lo lắng cái chuyện mần ăn. Nói mà nó nghe, à ha, à ha, à ha, nói ba nó nghe. À ha, à ha, à ha, cái chuyện nhà tôi xui da khát khẩu, nồi cơm chưa nấu, bao giờ mới chín cơm. Nói má nó nghe. À ha, à ha, à ha, nói ba nó nghe. À ha, à ha, à ha, cái chuyện xui da ông sao bà tâm, trầu cao chưa thấm nên ta còn buồn chuyện trăm năm. Yên vui làng xóm cái mà cũng vui, yên vui tụi nhỏ nó mà cũng vui. Tháng năm mưa dầm mưa cũng thấm đất, thông gia bền chắc lo lắng cái chuyện mần ăn. Nói má nó nghe, à ha, à ha, à ha, nói ba nó nghe. À ha, à ha, à ha, cái chuyện nhà tôi xui da khát khẩu, nồi cơm chưa nấu, bao giờ mới chín cơm. Nói má nó nghe. À ha, à ha, à ha, nói ba nó nghe. À ha, à ha, à ha, cái chuyện xui da ông sao bà tâm, trầu cao chưa thấm nên ta còn buồn chuyện trăm năm. Nói má nó nghe. À ha, à ha, à ha, nói ba nó nghe. À ha, à ha, à ha, cái chuyện nhà tôi xui da khát khẩu, nồi cơm chưa nấu, bao giờ mới chín cơm. Nói má nó nghe. À ha, à ha, à ha, nói ba nó nghe.